Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 611, hiểu lầm. Khư Phụng Tiên nói, được thôi, tôi đi cùng các anh. Cô thấy Trương Dương đang diễn kịch, đã muốn diễn kịch, thì cô cũng sẽ phối hợp cùng, dù sao thì buổi tối cũng chẳng có việc gì làm, ngồi không cũng là ngồi không, cô muốn xem sự việc buổi tối ngày hôm nay được Trương Dương xử lý thế nào. Điều làm Khư Phụng Tiên bất ngờ là, hai viên cảnh sát lại mang cả máy tính của cô đi, nói rằng cần phải điều tra. Trương Dương và Khư Phụng Tiên đi cùng hai viên cảnh sát lên chiếc xe ô tô của họ, chiếc xe đưa họ đến đồn cảnh sát Hương Hà cách đó không xa. Khư Phụng Tiên nói nhỏ, anh không giải thích à? Trương Đại Quan cười, hắn thấp giọng hỏi lại, có cần thiết phải giải thích không? Khư Phụng Tiên nói, rõ ràng là họ đang đổ oan cho chúng ta mà. Trương Dương giơ hai tay gối ra đằng sau đầu, lười nhác đáp, cây ngay không sợ chết đứng, kệ họ, việc này càng lớn, thì càng khó giải quyết. Trương Dương nhắm nghiền hai mắt, hắn đoán rằng việc này chắc chắn có liên quan đến Mạnh Doãn Thanh, nếu như nói vừa lúc bắt đầu, Trương Dương không hề tính toán với thái độ của Mạnh Doãn Thanh sau khi say rượu, thậm chí còn tán thưởng về dũng khí của gã, thì giờ đây sự việc này đã thực sự làm Trương Dương tức giận. Về việc giải cứu Cung Nhã Hinh, Trương Dương không hề có ý cướp công, hắn không báo cho cơ quan cảnh sát ngay lập tức sau khi tìm được manh mối, một nguyên nhân rất quan trọng đó là hắn lo ngại rằng hệ thống công an sẽ đánh rắn động cỏ. Sợ rằng họ sẽ làm chấn động toàn thành, không những không giải cứu được Cung Nhã Hinh, mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ta, không phải hắn cố tình làm mất mặt cơ quan công an, nhưng sau sự việc này, Trương Dương phát hiện rằng hình như mình đã đắc tội với gần hết tất cả những người trong hệ thống công an rồi. Rất nhiều người còn có thái độ thù địch với hắn nữa, có lẽ Mạnh Doãn Thanh tối nay mượn rượu để chửi hắn, cũng là một phản ứng tập thể của hệ thống công an. Trương Dương không hề để ý đến những cách nghĩ của họ về mình. Nhưng sự việc diễn biến đến bây giờ, họ bắt đầu lợi dụng chuyện này để nhắm vào hắn bằng những thủ đoạn không mấy tốt đẹp, đã làm Trương Dương không thể nhẫn nhịn nổi nữa, con người dù có độ lượng đến mấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương và Khư Phụng Tiên bị đưa đến đồn cảnh sát Hương Hà, đến phòng thẩm vấn, viên cảnh sát râu ngắn nói đi, nói lại một lượt tình hình cụ thể. Trương Dương nói cái gì? Họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ gia đình, đơn vị công tác. Trương Dương nói, tôi không muốn nói cho anh. Viên cảnh sát râu ngắn đập dầm một nhát lên bàn, tốt nhất là anh kết hợp với chúng tôi, đây là đồn công an, không phải là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trương Dương cười nói, tôi có muốn đến đâu, là do các người bắt tôi đến đấy chứ. Viên cảnh sát râu ngắn chỉ vào mặt Trương Dương, suýt nữa thì gã đã chửi tục rồi, nhưng thấy dòng chữ cảnh sát vì dân phục vụ trên tường. Gã cố gắng nuốt cơn giận vào trong, rồi nói với Khư Phụng Tiên, cô nói đi, chứng minh thư của cô đâu? Khư Phụng Tiên nói, tôi không có chứng minh thư, dù có tôi cũng không muốn cho anh xem. Hai viên cảnh sát trực ban ngớ người, hai người này đều không dễ đối phó, không hề phối hợp với công tác của họ, viên cảnh sát còn lại tính tình dễ dãi hơn viên râu ngắn một chút. Gã thấp giọng nói, hai người kết hợp một chút đi, nói rõ tình hình cho chúng tôi sẽ không làm khó hai người. Trương Dương cười nói, không làm khó chúng tôi. Buồn cười thật đấy, hai người chúng tôi nói chuyện tử tế trong phòng, các người xông vào làm cái gì? Cảnh sát kiểm tra phòng sao lại chỉ kiểm tra một căn của chúng tôi làm việc gì bất hợp pháp rồi à? Ai tố cáo với các anh? Viên cảnh sát râu ngắn trừng mắt, anh nói năng cho đàng hoàng vào. Trương Dương nhìn thẻ cảnh sát của nó rồi nói, trông tuổi của anh chắc là cũng làm cảnh sát được lâu rồi, thủ đoạn này có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh dùng. Muốn đổ oan hãm hại chúng tôi có phải không? Viên cảnh sát râu ngắn tức giận nói, ai hãm hại anh? Các người nam cô nữ quả giữa đêm giữa hôm ở trong phòng, các người muốn làm gì? Các người là vợ chồng à? Khư Phụng Tiên nói, anh nói năng kiểu gì vậy hả? Chúng tôi không phải vợ chồng thì không được phép nói chuyện với nhau à? Mẹ anh và anh cũng không được gặp nhau vào buổi tối à? Khư Phụng Tiên hơi bực rồi, cô nói chuyện cũng bắt đầu khó nghe. Viên cảnh sát râu ngắn tức đến độ mặt đỏ ao, cô, dám làm ô nhục cảnh sát nhân dân. Trương Dương nói, thôi đi xin anh, loại anh mà cũng là cảnh sát nhân dân à. Ai bảo anh đi kiểm tra phòng, đầu óc anh có phải có vấn đề không? Tôi là ai anh còn chưa điều tra cho rõ ràng, mà đã chạy vào kiểm tra phòng, nếu có việc gì xảy ra thì anh có gánh được không? Anh dám uy hiếp tôi. Trương Dương cười ha ha nói, uy hiếp anh, tôi có đến nỗi phải vậy không? Một cảnh sát nhỏ như anh, mà tôi cũng cần phải tính toán so đo sao?
Các người muốn làm gì tôi biết, các người làm việc không biết động não à? Muốn kiểm tra phòng, thì cũng cần phải điều tra một chút về tư liệu của khách thuê phòng ở quầy phục vụ, cô ấy không có chứng minh thư làm sao có thể đăng ký thuê phòng được. Hai người các anh hộc tốc xông vào làm gì? Muốn bắt gian phu dâm phụ thật là, làm các anh thất vọng rồi đúng không? Khưu Kim Phụng nghe Trương Dương nói đến độ mặt hơi đỏ, thầm kéo kéo áo hắn, ý bảo hắn chú ý một chút. Trương Đại Quan lại nói, sợ cái gì? Cây ngay không sợ chết đứng. Viên cảnh sát râu ngắn mặt xanh lét, gã chỉ vào mũi Trương Dương nói, tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, chưa thấy một phần tử phạm tội nào lại hống hách như anh. Trương Dương vui vẻ nói, trình độ của anh đến đâu rồi thế? Tôi là phần tử phạm tội, anh định tội cho tôi, anh cũng đừng vội, cái chức cảnh sát của anh cũng chỉ làm được đến đây thôi. Tôi cho anh một cơ hội nữa, bây giờ nói ngay người đứng đằng sau anh ra đây, tôi nhất định sẽ tha cho anh. Viên cảnh sát râu ngắn đứng dậy nói, anh đừng có hống hách quá. Gã nói với viên cảnh sát bên cạnh mấy câu, viên cảnh sát đó đi ra ngoài, một lúc sau lại quay về, trong tay cầm một cuốn băng lắc lư, viên cảnh sát râu ngắn ngay lập tức như được tiếp thêm sức, nói lớn, đây là cái gì? Trong máy tính của các người sao lại có đĩa phim nội dung đồi trụy? Khưu Kim Phụng tức đến độ mặt đỏ bừng, hai viên cảnh sát này đúng là tồi tệ, máy tính của cô đâu có đĩa gì, họ cố tình làm vậy đổ oan cho cô. Khưu Kim Phụng nói, các anh giả vờ cũng dùng chút kỹ thuật có được không, trong máy tính của tôi không hề có đĩa gì cả, hơn nữa, máy tính của tôi có mật mã, các anh có vào được không? Viên cảnh sát râu ngắn nói, còn già mồm à, còn không nhận à, cô nam quả nữ, giữa đêm giữa hôm chui vào đấy xem phim đồi trụy, các người muốn làm gì tưởng tôi không biết à. May mà chúng tôi đến kịp thời, nếu không thật không biết các người còn làm những trò gì nữa. Khưu Phụng Tiên tức đến độ mặt chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Cô trao mày chửi, đồ khốn nạn. Trương Đại Quan thì vẫn rất bình tĩnh, lúc đầu tôi chỉ thấy tội nghiệp các anh không biết gì, giờ đây mới phát hiện ra các anh đều là dạng vô liêm sỉ cả, đồn cảnh sát Hương Hà thuộc vào cục Hà Tây đúng không, có phải phòng tâm vĩ bảo các anh làm vậy không? Hai các anh ấy à, là hai thằng ngốc, bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn rồi, giờ đây mau gọi điện cho phòng tâm vĩ, bảo anh ta đến đây, giải thích rõ ràng chuyện tối nay cho tôi cho các anh 20 phút. Nếu như tôi không gặp được phòng tâm vĩ, thì hai anh, đen rồi đấy. Trương Dương nói xong liền kéo Khư Phụng Tiên ngồi xuống ghế. Hai viên cảnh sát ngớ người, dù họ có ngốc đến mấy, thì giờ cũng có thể nhận ra, Trương Dương không phải là người bình thường. Thật ra Trương Dương đã đề cao họ quá rồi, với cấp bậc của họ làm sao có thể chạm được đến cục trưởng phân cục Hà Tây phòng tâm vĩ. Viên cảnh sát râu ngắn bảo người còn lại ở lại trong, còn gã đi ra ngoài, báo cáo tình hình. Trong đồn cảnh sát tối hôm đó có phó đồn trưởng Lý Bá Bình, có điều gã đang trốn trong phòng trực ban để ngủ, việc kiểm tra phòng là do chính gã hạ lệnh. Trong thể chế luôn luôn tồn tại việc lãnh đạo chỉ cần nói vài câu, là cấp dưới phải chạy mệt, trong hệ thống công an cũng không ngoại lệ. Người đề ra việc theo dõi Trương Dương và Khư Phụng Tiên là phó cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Mạnh Doãn Thanh, gã giao việc này cho cục trưởng phân cục Hà Tây phòng tâm vĩ lại giao chuyện này đến cho phó đồn trưởng đồn cảnh sát Hương Hà Lý Bá Bình. Lý Bá Bình liền giao cho hai viên cảnh sát trực ban, nói ra thì mỗi người đều chăm chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng cứ tam sao thất bản nhiều tầng như vậy, đến cuối cùng tính chất của sự việc đã thay đổi, phương pháp thực hiện trong suốt quá trình cũng vậy. Lý Bá Bình cho rằng Trương Dương và Khư Phụng Tiên đã đắc tội phân cục trưởng, phòng tâm vĩ lại không nói ra thân phận của Trương Dương, vì thế mới tạo thành cục diện giờ đây. Lý Bá Bình bị viên cảnh sát râu ngắn gọi dậy, nghe gã nói xong tình hình. Lý Bá Bình trao mày nói, hắn ta thật sự nói như vậy sao? Râu ngắn gật đầu nói, đồn trưởng Lý, tiểu tử đó rất ngạo mạn, không thèm để mắt đến cảnh sát chúng tôi hỏi hắn ta tình hình, hắn ta nói với tôi rằng chẳng biết gì cả. Lý Bá Bình nói, có điều tra ra lỗi gì không? Râu ngắn lắc đầu, rồi ngay lập tức nói nhỏ, tôi không vào được máy tính của họ, tìm được một chiếc đĩa ở trong ổ đĩa. Lý Bá Bình đương nhiên hiểu ý của râu ngắn. Gã trao mày nói, anh đợi tôi một chút, tôi gọi điện thoại đã. Lý Bá Bình về phòng, gọi điện thoại cho phân cục trưởng phân cục Hà Tây là phòng tâm vĩ. Phòng tâm vĩ vừa nghe Trương Dương và Khư Phụng Thiên đều bị bắt đến đồn cảnh sát, ngay lập tức ngớ người ra, gã tức giận nói, ai bảo các anh bắt họ đến đồn cảnh sát. Lý Bá Bình ngớ người, phòng cục, chẳng phải anh bảo chúng tôi điều tra họ cho rõ ràng sao. Phòng tâm vĩ nở người ra, hắn vội vàng đạp thắng xe. Mạnh Doãn Thanh ngồi ở đằng sau, ngay lập tức chửi thề, gã uống nhiều quá, giờ đây phòng tâm vĩ đang đưa gã về nhà, đồng chí lão Mạnh lúc này đang ngủ ngon lành,
Phòng Tâm Vĩ nhìn Mạnh Doãn Thanh, rồi mới nói, phát hiện được gì rồi? Lý Bá Bình nói, chẳng có vấn đề gì cả, khi cảnh sát vào, họ đang mặc quần áo chỉnh tề, ngồi nói chuyện với nhau. Phòng Tâm Vĩ dở khóc dở cười, họ nói chuyện với nhau, không có việc gì thì các anh rút lui thôi, tại sao còn bắt họ đến đồn cảnh sát? Lý Bá Bình nói, tôi, thật ra là do hai cảnh sát ở đồn tôi làm, tôi cũng không ngờ được. Phòng Tâm Vĩ nói, tôi chẳng phải bảo anh đích thân đi xử lý việc này sao? Sao anh lại làm vậy? Anh coi lời của tôi không ra gì à? Lý Bá Bình ý thức được việc này có lẽ đã nhầm đường, gã vội vàng xin lỗi, cục trưởng phòng, tôi sẽ đi xử lý ngay. Thật ra tên này tối qua thức đêm đánh mạc trược, tối nay quá buồn ngủ, nên mới bảo hạ thủ đi xử lý. Phòng Tâm Vĩ nói, đã không tìm được lỗi gì của họ thì mau để họ đi. Lý Bá Bình nghe ra dường như Phòng Tâm Vĩ rất kỵ người này, gã cẩn thận hỏi, cục trưởng phòng, hắn ta rốt cuộc là ai thế? Hình như rất hống hách. Phòng Tâm Vĩ vốn không muốn nói, nhưng sự việc phát triển đến mức này rồi, lại sợ Lý Bá Bình làm hỏng việc, thấp giọng nói, chủ nhiệm thể ủy Trương Dương. Lý Bá Bình nghe đến tên của Trương Dương, giật thót mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại, gã run rẩy hỏi lại, Trương Dương. Phòng Tâm Vĩ mặc dù đang gọi điện thoại, nhưng vẫn cảm thấy nỗi khiếp sợ của Lý Bá Bình, gã thấp giọng nói, người này không dễ đối phó, anh để họ đi đi. Nói xong Phòng Tâm Vĩ liền cụp điện thoại. Lý Bá Bình chết đứng ở đó, trong đầu một màn trắng xóa, đến khi gã hồi phục lại, thì câu đầu tiên hiện lên trong óc là, mẹ kiếp, Phòng Tâm Vĩ, anh hại người đến thế là cùng, lúc bảo tôi điều tra họ, sao không nói với tôi rằng anh ta là ai? Giờ đây nói rằng anh ta không dễ đối phó, câu này còn cần anh nói hay sao? Cả cái nam thích này ai mà không biết rằng anh ta không dễ đối phó, Lý Bá Bình lúc này đã không hề buồn ngủ nữa. Gã nghĩ trước nghĩ sau, việc này không mau giải quyết là không được, mình không đích thân ra mặt không được, gã đành đến phòng thẩm vấn. Sau khi bước vào gã lớn tiếng, các anh làm việc kiểu gì thế này? Không hỏi cho rõ ràng sao lại bắt người lung tung, ai cho các anh quyền vậy, các anh còn muốn làm nữa hay thôi? Viên cảnh sát râu ngắn đi theo đằng sau gã, vừa vào phòng liền bị mắng tối tăm mặt mũi, không kịp phản ứng lại. Trương Dương cười hì hì nhìn Lý Bá Bình biểu diễn. Đến khi Lý Bá Bình mắng xong hai viên cảnh sát, gã mới đến trước mặt Trương Dương, vị đồng chí này, làm hai người sợ rồi, vừa nãy chúng tôi đã điều tra rồi, vụ báo công an lần này là một màn kịch, là một sự hiểu lầm. Trương Dương cười nói, anh là... Tôi là phó đồn trưởng đồn cảnh sát Hương Hà, Lý Bá Bình. Thái độ của Lý Bá Bình rất tốt. Trương Dương cười nói, anh không biết tôi. Lý Bá Bình dù là biết cũng không thể nói rằng biết, gã lắc đầu nói, tôi không biết. Có điều nhìn anh thấy hơi quen quen. Trương Dương cười ngày càng vui vẻ, tôi không có chứng minh thư, trước đó tôi đã từng làm không ít việc xấu, và còn phạm pháp nữa kìa. Lý Bá Bình cũng cười, vị đồng chí này thật là biết nói đùa, vừa nhìn đã biết anh là người tốt, làm sao phạm pháp được. Trương Đại Quan biết rằng, thái độ của vị đồn trưởng này đột nhiên quay ngoắt như vậy, nhất định gã đã do la được thân phận của mình. Trương Dương nói, nhìn người không thể nhìn ngoài mặt được. Anh đừng xem vị tiểu thư Khưu bên cạnh tôi xinh xắn là vậy, thật ra cô ấy cũng là tội phạm, hơn nữa là tội phạm quốc tế. Lý Bá Bình cười nói, vị đồng chí này thật hài hước, tư liệu của tiểu thư Khưu chúng tôi đã điều tra rồi, cô ấy là người Đài Loan, là bạn của chúng ta. Trương Dương nói, là người Đài Loan là xong à, không biết chừng còn là gián điệp Đài Loan đấy. Khưu Phụng Tiên cười khanh khách nói, anh đừng có dọa người ta thế. Lý Bá Bình cười đáp, vị đồng chí này, sự việc đã được điều tra rõ ràng rồi, chỉ là một sự hiểu lầm thôi, có người cố tình giả vờ báo cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo cần phải có trách nhiệm kiểm tra, mong hai người có thể hiểu cho chúng tôi, còn với những điều bất tiện gây ra cho hai người, tôi đại diện toàn thể đồn công an chúng tôi, và cả hai vị cảnh sát của chúng tôi xin lỗi hai người. Trương Dương nói, hiểu lầm, đồn trưởng Lý, anh nói một lúc lâu như vậy, sao tôi nghe vẫn không hiểu? Vừa nãy chẳng phải nói chúng tôi có mua bán mại dâm hay sao, còn nói chúng tôi trốn trong phòng xem phim đồi trụy nữa, sao giờ lại biến tất cả thành hiểu lầm thế này? Lý Bá Bình cười gượng gạo, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Trương Dương nói với Khưu Phụng Tiên, cô có tin không? Khưu Phụng Tiên cười đáp, dù anh tin hay không, tôi vẫn cứ không tin. Lý Bá Bình nói, tiểu thư Khưu, xin lỗi, tôi sẽ đưa người tiễn cô về ngay. Viên cảnh sát râu ngắn giờ cũng vỡ lẽ. Chắc chắn rằng hôm nay đã làm việc gì to tát lắm, gã vội vàng lấy máy tính của Khưu Phụng Tiên đến, rồi cung kính đưa cho Khưu Phụng Tiên.
Khư Phụng Tiên hỏi, cái đĩa đâu rồi? Viên cảnh sát râu ngắn ngớ người, đĩa gì cơ? Khư Phụng Tiên nói, vừa rồi các anh lấy được chiếc đĩa phim đồi trụy, chẳng phải nói nó là của tôi hay sao? Cảnh sát râu ngắn mặt ngắn lại, vội vàng ho một tiếng rồi nói, tôi nhầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Trương Dương nói, tôi cảm thấy đây không phải hiểu lầm. Lý Bá Bình thầm kêu khổ, đúng là ứng nghiệm một câu, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, gã đã nhận ra, sự việc tối hôm nay có lẽ không dễ dàng giải quyết ổn thỏa được. Lý Bá Bình nhẫn nại nói, vị đồng chí này. Trương Dương ngắt lời của gã không hề khách sáo, anh không quen tôi à? Lý Bá Hành cười xòa nói, không quen thật, giờ đây có đánh chết gã cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận gã biết hắn, thì chẳng phải là tự tìm cái khó cho mình hay sao? Trương Dương nói, ai bảo anh đến điều tra tôi? Anh nói cho tôi người ấy ra đây. Lý Bá Bình nói, vị đồng chí này, đã nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Thế này đi, tôi bảo hai cảnh sát này chính thức xin lỗi hai người, rồi đưa hai người về khách sạn, tiền phí khách sạn tối nay của hai người đều do chúng tôi phụ trách chi trả, anh thấy có được không? Thái độ của Lý Bá Bình khá tốt, gã nhịn nhục không nói gì vì biết rằng đối phương là ai rồi, đó chính là chủ nhiệm thể ủy Trương Dương, không cần nói đến có những ai đứng sau người ta. Chỉ cấp bậc của người ta là chính ở, đã là điều gã không thể đắc tội nổi, hôm nay bị phòng tâm vĩ làm hại, nếu như biết trước thân phận của Trương Dương, thì Lý Bá Bình có thế nào cũng không để xảy ra chuyện này. Trương Dương nói, xem ra anh không muốn biết xem tôi là ai. Lý Bá Bình cười nói, không cần điều tra nữa đâu, tôi tin rằng hai người trong sạch. Trương Dương nói, đừng ngại, thật ra tôi mang cả chứng minh thư rồi, cả thẻ công tác nữa, anh cứ xem đi. Lý Bá Bình mặt nóng bừng bừng, mẹ kiếp thế này là thế quái nào cơ chứ, mình chẳng phải là đang đớn hèn hay sao? Sao lại vướng vào một sao quả tạ như thế này, Lý Bá Bình vốn muốn xuề xòa cho xong chuyện này, nhưng Trương Dương đã làm thật, thì gã có muốn giấu cũng không thể nào giấu được. Trương Dương đưa thẻ công tác cho Lý Bá Bình nhận cũng không đúng, mà không nhận cũng chẳng xong, đương nhiên gã biết rằng Trương Dương là ai, giờ đây người ta đã nói toạc móng heo với gã, đầu óc Lý Bá Bình quay mòng mòng. Dù là có quay đến mấy cũng không thể nghĩ ra được làm thế nào để ứng phó với tên này, cầm thẻ công tác trong tay, mà gã cảm giác nặng như chỉ vậy, Lý Bá Bình vẫn lấy ra xem, tên này cũng được coi là có chút năng lực, dù là trong tình trạng bấy giờ, gã vẫn có thể giả đò. Lý Bá Bình tỏ ra một bộ dạng ngạc nhiên, ôi chà, hóa ra là chủ nhiệm Trương, thật là rồng đến nhà tôm, thế mà tôi lại không nhận ra, thật đúng là hiểu lầm. Gã nói với hai thủ hạ của mình, hôm nay may cho các anh đấy nhé. Gặp phải chủ nhiệm Trương của thể ủy chúng ta. Anh ấy rộng lượng không thèm chấp các anh, còn không mau xin lỗi chủ nhiệm Trương đi. Hai gã cảnh sát cũng hiểu ra, mặc dù họ không quen Trương Dương, nhưng đã rất quen với cái tên Trương Dương rồi, biết rằng vị trước mắt chính là Trương Dương, người làm cho hệ thống công an mất mặt. Trong lòng hai người thầm sợ, vừa nãy đã đổ oan cho người ta mua bán mại dâm, còn lấy một chiếc đĩa giả vờ làm bằng chứng, nghĩ lại mà thấy khiếp đảm. Hai người họ vội vàng chạy ra xin lỗi Trương Dương, râu ngắn mặt rất thành khẩn, chủ nhiệm Trương, chúng tôi thật sự không biết là anh, nếu không thì có cho vàng cũng không dám để xảy ra việc hiểu lầm lớn thế này. Câu này của gã thiếu kỹ thuật hơn là của Lý Bá Bình. Trương Dương lạnh lùng nhìn Lý Bá Bình, tên này rất xảo quyết, muốn lợi dụng cách này để bịt miệng mình, làm cho hắn không thể trách cứ họ được, không truy cứu chuyện tối nay nữa, có điều Lý Bá Bình nghĩ quá đơn giản, Trương Đại Quan đâu có phải người dễ lừa như vậy. Trương Dương nói với Khư Phụng Tiên, tiểu thư Khư, cô về trước đi. Lý Bá Bình nghe hắn nói vậy, tưởng rằng Trương Dương đã bỏ qua việc truy cứu chuyện này, trong lòng rất mừng, vội vàng nói, tôi đưa hai người về. Trương Dương nói, tôi không đi, các anh đưa tiểu thư Khư về trước đi. Khư Phụng Tiên biết rằng Trương Dương không thể nuốt nổi cục tức tối nay, thật ra cô cũng rất bực vì chuyện của tối nay, đứng dậy nói, vậy được, tôi về trước đây, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại. Sau khi Khư Phụng Tiên đi khỏi, Lý Bá Bình móc điếu thuốc ra, muốn đưa cho Trương Dương hút, Trương Dương nói, tôi không biết hút. Chủ nhiệm Trương, anh xem muộn thế này rồi, có cần tôi đưa anh về nhà không? Trương Dương nói, anh gọi phòng tâm vĩ đến đây cho tôi. Lý Bá Bình ngớ người. Trương Dương nói, đừng nói với tôi là anh không biết điện thoại của anh ta. Lý Bá Bình cắn môi, gã vẫn do dự. Trương Dương nói, tôi luôn luôn thông tình đạt lý. Sự việc tối nay không thể cho qua như vậy được, anh cảm thấy mình có thể lãnh được trách nhiệm, thì giờ tôi sẽ đi, tôi đảm bảo, ngày mai cả đồn cảnh sát Hương Hà của các anh sẽ đen đủi,
nếu như anh cảm thấy mình không đủ năng lực gánh vác, thì giờ anh mau gọi người có thể gánh việc này đến đây. Lý Bá Bình cứng đờ mặt, đây là điều kiện cuối cùng Trương Dương đưa cho gã. Lý Bá Bình nói, chủ nhiệm Trương, đã nói rằng đây là hiểu lầm. Hiểu lầm cái con khỉ, anh hiểu, tôi cũng hiểu, sự việc tối nay là thế nào, các anh muốn làm trò gì. Mẹ kiếp, có ai là ngốc đâu cơ chứ, mọi người đều biết cả, Lý Bá Bình, tôi không chấp nhặt với người không biết gì, cả hai cảnh sát của anh nữa, tôi tin rằng các anh không biết tôi, vì thế mới gây ra chuyện này, nhưng nếu các anh không biết điều, tiếp tục lằng nhằng với tôi ở đây, thì đừng trách tôi dở mặt. Lý Bá Bình nói, cái này. Trương Dương nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 10 phút, 11 giờ rưỡi, tôi cần gặp phòng Tâm Vĩ, anh đi nói với anh ta, tôi đợi anh ta ở đồn cảnh sát Hương Hà, muộn một phút, sáng mai tôi sẽ giết đến phân cục, nói tất cả việc tối nay ra, để lãnh đạo thành phố Nam Tích xử lý. Lý Bá Bình sợ đến độ run rẩy, gã không phải là không muốn gánh, mà thật sự gánh không nổi chuyện này, gã chỉ là một phó đồn của một đồn công an thôi. Loại người như Trương Dương có nhổ một bãi nước bọt cũng làm cho gã chết chìm được, tối nay bị phòng Tâm Vĩ hại rồi. Lý Bá Bình thầm chửi, rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Phòng Tâm Vĩ vừa đưa Mạnh Doãn Thanh về nhà, mới đến bên chiếc xe đã thấy điện thoại vang lên, vừa nhìn số là của Lý Bá Bình, đoán ngay được sự việc vẫn chưa giải quyết xong, gã thở dài, rồi nhấc điện thoại nói, có việc gì thế hả? Lý Bá Bình nói, cục trưởng phòng, anh ta chỉ đích danh muốn gặp anh. Bảo anh 11 giờ rưỡi phải đến đồn công an, nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không ngày mai anh ta sẽ giết đến phân cục. Hắn ta dám à? Phòng Tâm Vĩ nói một câu mạnh dạn, nhưng sau đó ngay lập tức lại mềm mỏng, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Thái độ tốt vào một chút, dỗ dành cho hắn ta đi đi. Lý Bá Bình không thể nào giấu nổi nỗi bực trong lòng nữa, cục trưởng phòng, tôi đã tìm đủ mọi cách rồi, tóm lại giờ đây tôi chẳng làm gì được nữa cả. Phòng Tâm Vĩ đương nhiên nghe ra được sự oán giận trong lời của gã, tức giận nói, anh có thái độ gì thế hả? Lý Bá Bình không dám nói câu nào. Phòng Tâm Vĩ nói xong câu này, nghĩ lại việc này là do mình gây ra, Lý Bá Bình cũng chẳng biết gì, trách gã cũng không tác dụng, gã liền thấp giọng nói, anh nói với anh ta, một lúc nữa tôi sẽ đến. Lý Bá Bình nghe Phòng Tâm Vĩ nói vậy, thật như chút được gánh nặng, chỉ cần Phòng Tâm Vĩ đến, là trách nhiệm của mình có thể chút được rồi, gã đi vào phòng. Cười hì hì với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi đã gọi điện cho cục trưởng phòng rồi, anh ấy cũng rất giận dữ, và hết sức xin lỗi với những gì đã xảy đến với anh, còn nói sẽ đến giải thích với anh ngay lập tức. Trương Dương lười nhắc nói, đợi anh ta đến rồi tính sau. Lý Bá Bình xu nịnh, chủ nhiệm Trương, anh có uống trà không? Tôi pha cho anh một chén uống cho tỉnh người. Trương Dương nói, được thôi. Sự việc trên thế gian này thay đổi thật khó lường, vừa nãy Trương Dương mới bị bắt. Giờ đây đã trở thành người vô tội, ai mà dám nói rằng xã hội này người với người bình đẳng cơ chứ? Lòng người là cán cân, và chiếc cân trong lòng mỗi người lại không giống nhau, tiêu chuẩn đo đạc cũng khác nhau, có sự khác biệt đó, thì làm sao có thể nói đến cái gọi là bình đẳng được? Trương Dương uống cốc hồng trà cho Lý Bá Bình pha cho, không ngờ ở một đồn cảnh sát nhỏ như vậy mà lại giấu được trà ngon đến thế. Lý Bá Bình ngồi yên bên cạnh, vừa nhìn đồng hồ, vừa ngáp. Cục trưởng phân cục Hà Tây cuối cùng đã đến, sự việc này quy kết rốt cuộc cũng vẫn là do Mạnh Doãn Thanh gây ra, trên đường phòng Tâm Vĩ đến đây, cảm thấy hối hận vô cùng, Mạnh Doãn Thanh tối nay uống quá nhiều, nhưng gã thì lại không, Mạnh Doãn Thanh phát điên, mà gã cũng không cần thiết phải phát điên cùng, vốn dĩ việc này gã chỉ nghe qua là xong, nhưng gã lại làm theo chỉ thị của Mạnh Doãn Thanh, những người ở phía dưới lại nghe không ra, lấy gã ra làm bia đỡ đạn, trong quá trình làm việc xảy ra nhiều vấn đề sai lệch. Rồi gây ra phiền phức lớn như vậy, từ điểm Trương Dương bảo gã đến có thể đoán ra rằng, Trương Dương nhất định tính sổ với gã, sự việc này thật là phiền phức. Phòng Tâm Vĩ bước vào trong đồn cảnh sát, âm thanh của gã vang lên trước, Phòng Tâm Vĩ tức giận mắng, Lý Bá Bình, các anh làm cái trò gì thế hả? Sao lại làm ăn như thế này? Sự việc chưa điều tra rõ ràng mà đã bắt người vô cớ rồi à? Lý Bá Bình cũng khép nép, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm trăm họ nhà Phòng Tâm Vĩ. Tôi làm như vậy, chẳng phải là do anh chỉ huy hay sao? Mẹ kiếp nếu không phải anh ám thị cho tôi, thì tôi dám làm như vậy hay sao? Đám quan lại này thật là chẳng ai tốt đẹp cả, khi gây chuyện ai nấy đều giấu mặt đằng sau mà chỉ huy, giờ đây xảy ra sự cố, lại đẩy người khác ra đằng trước đỡ đạn, mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi lại phải làm bia đỡ đạn cho anh à? Chửi là chửi vậy, nhưng Lý Bá Bình cũng hiểu rằng, người ta làm quan lớn,
sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ bảo gã gánh vác. Phòng Tâm Vĩ đến trước mặt Trương Dương, mặt rất hổ thẹn, chủ nhiệm Trương, tôi thật không thể ngờ được xảy ra chuyện ngày hôm nay, xin lỗi anh, chỉ trách tôi bình thường không quản lý tốt họ, mới gây ra sự hiểu lầm lớn như thế này. Lại là hiểu nhầm, Trương Dương cười, hắn chậm chậm đặt cốc trà xuống bàn nói, đồn trưởng Lý, trà của anh ngon lắm. Lý Bá Bình nói, bạn tôi tặng cho đấy, nếu như chủ nhiệm Trương thích, thì tôi đưa cho anh hai hộp. Trương Dương nói, cục trưởng phòng, theo ý của anh, thì sự việc tối hôm nay anh không biết, tất cả đều là ép của đồn trưởng Lý sao? Phòng Tâm Vĩ nói, tôi thật sự không biết. Lý Bá Bình tức đến độ mặt trắng dã, không biết cái con mẹ nhà anh, Phòng Tâm Vĩ khốn kiếp, mẹ kiếp anh có còn là người hay không? Tại sao lại đùn đẩy trách nhiệm như vậy? Trương Dương cười nói, đồn trưởng Lý bảo đây là hiểu nhầm, hai cảnh sát kia cũng nói là hiểu nhầm, nếu tất cả đã là hiểu lầm, thì xem ra sự việc này nên dừng lại ở đây thôi. Phòng Tâm Vĩ cười nói, đúng là chủ nhiệm Trương dễ nói thật, lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, không chấp nhận chuyện nhỏ này. Nụ cười trên mặt Trương Dương ngay lập tức tắt rụi, mẹ kiếp, tôi dễ bắt nạt đến vậy sao? Anh đang định quay vòng tôi đấy à? Gây xong chuyện cho tôi, anh nói một câu hiểu nhầm là hết à? Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc, thế gian này có chuyện dễ dàng đến thế hay sao? Phòng Tâm Vĩ ngớ người, mặt đỏ, chủ nhiệm Trương, anh đừng giận, tôi biết rằng chúng tôi làm không tốt việc này. Trương Dương cười lạnh lùng nói, làm không tốt à? Không bắt được tận mắt gian phu dâm phụ đương nhiên là không tốt rồi, anh thất vọng lắm đúng không? Phòng Tâm Vĩ nói, chủ nhiệm Trương, ý của anh là gì? Tôi đến đây là để xin lỗi anh đó, vì đồn cảnh sát nhận được người báo nên mới đi điều tra, họ cũng chỉ là có trách nhiệm với công việc thôi. Trương Dương nói, đừng có nói với tôi hai chữ trách nhiệm, mẹ kiếp, anh định giấu ai chứ? Tôi là thằng nhóc lên ba đấy à? Thứ thủ đoạn này tôi gặp nhiều lắm rồi, thế nên tôi mới nói, các anh liệu có thể chơi trò gì mới mẻ hơn được không? Vừa nãy hai viên cảnh sát kia còn lấy đĩa ra để dọa tôi, mẹ kiếp, các người là cảnh sát hay là ăn cắp vậy? Chương 612, Trần Chuồng mà đấu ong mật. Phòng Tâm Vĩ bị những câu chửi của Trương Dương làm cho mặt đỏ au, gã lắp bắp nói, anh, sao anh lại mắng người thế? Trương Đại Quan lạnh lùng nói, mắng người à? Mẹ kiếp, tôi còn muốn đánh người nữa ấy chứ, muốn hại tôi à? Xin lỗi anh không đái một bãi mà nhòm vào xem mình là ai đi. Lý Bá Bình và hai viên cảnh sát đều đứng ở một bên, thấy Trương Dương chửi thậm tệ Phòng Tâm Vĩ như vậy, ai nấy đều như mở cờ trong bụng. Lý Bá Bình thầm nói, mẹ kiếp, phân cục trưởng, gặp chúng tôi thì như là quan to vậy, giờ đây bị Trương Dương mắng cho thê thảm thế này, mà cũng không dám nói gì, mẹ kiếp, toàn là những tên sợ cấp trên mà hay ra vẻ thôi. Gã cũng không nghĩ xem mình là loại người gì nữa. Phòng Tâm Vĩ bị Trương Dương mắng xối xả trước mặt nhiều người dưới thế này, mặt gã xanh như đít nhái, chủ nhiệm Trương, nhắc anh một chút, chú ý đến lời nói của mình, đây là cơ quan công an, không tôn trọng người khác chính là không tôn trọng chính mình. Trương Dương cười nói, mẹ kiếp, anh mà cũng đáng để tôi tôn trọng sao? Tôi thật là không hiểu, sao anh lại có thể mặc được bộ quần áo cảnh sát mà không thấy dơ cơ chứ? Hắn quay sang nói với Lý Bá Bình, anh nói thật ra đi, tối nay có phải do anh ta hạ lệnh với anh, bảo anh đi kiểm tra tôi không? Lý Bá Bình đương nhiên không dám nói, gượng gạo cười nói, chủ nhiệm Trương, đã nói rằng tất cả là hiểu lầm rồi mà. Trương Dương nói, còn hiểu lầm nữa à? Anh sợ anh ta, nhưng anh là một cảnh sát đấy, anh nên hiểu cái gì đúng cái gì sai, anh có biết không? Anh ta là lãnh đạo của anh, lãnh đạo bảo anh làm gì anh liền làm cái đó à? Anh ta bảo anh đi chết anh có đi không? Lý Bá Bình đờ người, nhìn chăm chăm vào Phòng Tâm Vĩ, Phòng Tâm Vĩ còn khó chịu hơn cả gã, trên trán lấm tấm mồ hôi, Phòng Tâm Vĩ tối nay hối hận lắm, mẹ kiếp, đúng là thừa hơi, đã biết tên này không dễ chơi, mà tại sao còn phải động vào gã cơ chứ? Động vào rồi, tại sao lại còn phải chủ động đến đây để nghe mắng cơ chứ? Phòng Tâm Vĩ nói, chủ nhiệm Trương, cảnh sát nhận được tố cáo, đến hiện trường điều tra là chức trách của chúng tôi. Anh có thể không hiểu, với những bất tiện gây ra với anh, chúng tôi đã xin lỗi hết sức thành khẩn rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Trương Dương nhìn Phòng Tâm Vĩ nói, biết tại sao tôi không đánh anh không? Phòng Tâm Vĩ thay đổi nét mặt, anh dám, khi nói xong câu này, gã cũng tự nhiên lùi về đằng sau một bước, tính hình hoang dã của Trương Dương gã cũng đã từng nghe nói đến, dù gì gã cũng là một cục trưởng phân cục, nếu như bị đánh một cái bạt tai trước mặt nhiều người thế này, thì bản mặt này còn giấu vào đâu được nữa? May mà Trương Dương cũng chẳng có ý đánh gã.
Trương Dương nói, việc này tôi chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được, Mạnh Doãn Thanh hôm nay nhìn thấy tôi đã không vui rồi, lúc ăn cũng đã khích bác tôi đủ điều, tôi không tính toán gì với anh ta, vốn tôi còn thấy xúc động vì tính tình bộc trực của anh ta kìa, không ngờ anh ta lại là hạng được đằng chân lân đằng đầu, anh ta bảo anh đi theo dõi tôi có phải không? Phòng Tâm Vĩ nghe Trương Dương nói ra sự thật, đương nhiên gã không thừa nhận, nhưng ánh mắt đã hơi sờ sợ. Trương Dương nói, anh là phân cục trưởng, đương nhiên sẽ không tự mình đi làm việc này, vì vậy anh tìm đến Lý Bá Bình. Đồn trưởng Lý cũng là một người làm quan dù là có làm việc xấu cũng không thể nào đích thân đi làm. Thế là anh ta đã phái hai hạ thủ đến kiểm tra tôi, đáng tiếc rằng trong quá trình đó các người nói với nhau không rõ ràng, không nói với Lý Bá Bình thân phận của tôi, Lý Bá Bình lại hồ đồ nói với người dưới, nên trong quá trình truyền mệnh lệnh đã xảy ra tam sao thất bản. Hai người cảnh sát số đen này tận tâm muốn làm việc cho lãnh đạo, vì thế mới gây ra chuyện khốn kiếp như bây giờ, rốt cuộc có phải là như vậy không? Lý Bá Bình không nói gì, hai người cảnh sát trực ban ở đằng sau cũng như vậy. Họ nghĩ bụng, cao nhân ơi đúng là cao nhân, tất cả mọi việc đều bị đoán trúng phóc rồi. Phòng Tâm Vĩ cố gắng nở một nụ cười, thật là bái phục trí tưởng tượng của chủ nhiệm Trương. Anh không đi làm cảnh sát thật là đáng tiếc quá, nhưng đáng tiếc hơn nữa. Tưởng tượng vẫn là tưởng tượng thôi, chúng tôi là cảnh sát, không bao giờ làm như vậy. Trương Dương cười lạnh lùng nói, ngành nào mà chẳng có những đồ khốn nạn. Nam Tích có phải chưa từng xuất hiện Đường Hưng Thắng đâu, nghĩ đến lúc đầu tôi hạ bệ gã ta, đám lít nhít này các anh, chẳng đáng là gì. Phòng Tâm Vĩ, hôm nay tôi sẽ không đánh anh đừng có sợ, nhưng sáng ngày mai, anh phải tự động từ chức cho tôi. Phòng Tâm Vĩ dù là có sợ, thì cũng không thể nào để mặc Trương Dương chèn ép. Gã tức giận nói, anh tưởng rằng anh là ai chứ? Trương Dương mỉm cười nói, tôi là Trương Dương, các người nhớ lấy cho tôi. Ánh mắt của hắn rời sang Lý Bá Bình, Lý Bá Bình sợ đến độ đầu cúi thấp hẳn xuống, sợ rằng Trương Dương sẽ đổ tội lên đầu mình. Trương Dương nói, anh chỉ là một người giúp hắn thôi. Còn hai người cảnh sát kia nữa, tôi không chấp nhặt với các anh, không có nghĩa là tất cả việc xấu các anh làm đều được xóa sạch, về sau đừng làm chuyện xấu nữa. Sự việc tối ngày hôm nay tự mình hãy kiểm điểm, nếu như để tôi nghe nói các anh còn làm bất cứ chuyện xấu gì nữa, thì cút hết đi cho tôi. Trương Dương nói xong câu này quay người đi ra ngoài cửa, khi đến trước cửa, hắn đột nhiên dừng bước nói, Phòng Tâm Vĩ, anh nhắc Mạnh Doãn Thanh cho tôi, ngày mai đi làm tôi sẽ tìm đến anh ta. Phòng Tâm Vĩ lườm sang Trương Dương, lúc này gã vừa hận vừa sợ, cả đời gã khổ sở mới leo lên được cái chức phân cục trưởng, mẹ kiếp, anh bảo tôi từ chức, dựa vào đâu chứ? Ngày hôm sau khi Mạnh Doãn Thanh đi làm đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng, tối qua gã uống khá nhiều, có chút ấn tượng đã xảy ra chuyện gì đó với Trương Dương, nói gì thì gã đã quên rồi, hình như là Phòng Tâm Vĩ đưa gã về nhà. Nhắc đến Phòng Tâm Vĩ, Mạnh Doãn Thanh nhìn điện thoại đã tắt nguồn, gã bật máy, vừa dò được sóng, Phòng Tâm Vĩ đã gọi điện đến, âm thanh của Phòng Tâm Vĩ rất hoảng sợ, Mạnh cục, xảy ra chuyện rồi. Mạnh Doãn Thanh nói, sáng sớm tinh mơ mà ăn nói kiểu gì vậy? Phòng Tâm Vĩ nói, Trương Dương đã đoán được anh bảo người khám phòng của hắn, tối qua gây chuyện ở đồn cảnh sát Hương Hà, còn mắng cảnh sát công an chúng ôi, còn nói hôm nay tìm anh tinh sổ nữa. Mạnh Doãn Thanh đột nhiên hoảng sợ, nói, hắn tìm đến tôi làm gì? Tôi có liên quan gì với hắn ta? Phòng Tâm Vĩ nói, Mạnh cục, tối qua chẳng phải anh bảo tôi phái người đi theo anh ta sao? Mạnh Doãn Thanh ngắt lời gã, tối qua tôi quá chén, xảy ra chuyện gì tôi còn chẳng nhớ, được rồi, tôi còn phải đi làm nữa, có việc gì đợi tan ca tính sau. Nói xong gã cụp điện thoại. Phòng Tâm Vĩ nghe thấy Mạnh Doãn Thanh cụp điện thoại, tức đến độ mắng, mẹ kiếp, họ hàng nhà mày chết hết đi. Mặc dù Mạnh Doãn Thanh hơi sợ, nhưng gã vẫn bước vào cửa của Cục Công an, đây là đơn vị làm việc của Cục Công an, dù là Trương Dương có đến tìm gã, thì cũng không dám làm chuyện gì quá đáng ở đây. Mạnh Doãn Thanh vừa xuống xe, đã nhìn thấy Trương Dương dựa người vào chiếc xe của hắn, vốn gã chẳng muốn để ý đến Trương Dương, giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi vào tòa nhà. Trương Dương nói, Mạnh cục. Mạnh Doãn Thanh nghe thấy hắn gọi mình, không thể giả vờ không nhìn thấy nữa, gã cười nói, chủ nhiệm Trương à, ngọn gió nào thổi anh tới đây thế này. Trương Đại Quan cười hì hì nói, gió thổi nhầm chiều. Hắn bước đến trước mặt Mạnh Doãn Thanh. Vỗ vỗ vai gã nói, tối qua quá chén rồi đúng không? Mạnh Doãn Thanh không quen với cách chào này của hắn, lùi một bước, giữ một khoảng cách với hắn, quá chén thật, xảy ra chuyện gì tôi chẳng còn nhớ nữa. Chủ nhiệm Trương, tôi không nói gì sai chứ.
Trương Dương nói, không đâu, rượu vào thì nói thật thôi mà, chỉ là nói mấy câu thật lòng thôi. Mạnh Doãn Thanh cố nở một nụ cười, gã nhìn xung quanh, đây đúng là lúc đi làm, các đồng nghiệp ở cục công an lục đục bước vào, làm cho gã mạnh dạn hơn một chút, có lẽ Trương Dương không dám làm gì quá đáng. Trương Dương nói, Mạnh cục, có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, trần chuồng mà đấu ong mật, chỉ gây sự được chứ không chống đỡ được, loại người này có phải là rất đáng ghét không? Mạnh Doãn Thanh cười rồi nói, chủ nhiệm Trương, tôi còn vội đi làm, có việc gì chúng ta nói chuyện sau nhé. Gã quay người bước đi. Trương Dương cũng không giữ gã lại, lấy một chiếc khăn ướt ra lau tay, rồi kéo cửa xe đi lên. Mạnh Doãn Thanh bước mấy bước, rồi lại quay đầu nhìn, gã cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Trương Dương lại dễ dàng đối phó vậy sao? Xem ra tiểu tử này cũng là nhìn người mà tỏ thái độ, dù sao thì gã cũng là phó cục trưởng cục công an Nam Tích, hắn ta không dám làm việc gì quá đáng. Mạnh Doãn Thanh thấy Trương Dương ngồi vào trong chiếc xe Pika, rồi hắn ra hiệu chữ O với gã. Mạnh Doãn Thanh thầm nghĩ, chẳng hiểu tiểu tử này muốn làm gì. Chấm. Gã nghe thấy, phù, một tiếng, một con ong mật bay đến, Mạnh Doãn Thanh tránh sang một bên, không ngờ giữa mùa đông cũng có ong, thứ này nếu như anh không chủ động dính đến nó, thì nó cũng không công kích anh. Nhưng lần này rất kỳ lạ, con ong mật bay thẳng về phía Mạnh Doãn Thanh, và đậu xuống cổ của gã, Mạnh Doãn Thanh tay rất nhanh, bốp một cái đập thẳng vào nó. Con ong mật bị gã đánh nát bét. Mạnh Doãn Thanh thầm nghĩ mình may mắn, may mà mình ra tay kịp thời, chưa bị nó đốt, nhưng rất nhanh, gã lại phát hiện ra có điều gì đó không được bình thường, lại có 2-3 con ong nữa bay về phía gã. Một lúc sau, mười mấy con ong đã bay vù vù đến, Mạnh Doãn Thanh sợ đến độ ôm đầu chạy, nhưng tốc độ chạy của gã không thể nào thắng được tốc độ công kích của ong mật. Những con ong giống như ăn phải tà vậy, điên cuồng bay đến đốt Mạnh Doãn Thanh. Một lúc sau, trên tay, trên mặt và trên cổ của Mạnh Doãn Thanh đều đã bị ong chích. Sau khi bị chích, vừa đau vừa ngứa, Mạnh Doãn Thanh vừa chạy vừa lấy tay đập ong. Đám ong đó đốt không ít lên mặt gã, vì thế rất nhiều người đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ đó. Phó cục trưởng cục công an Mạnh Doãn Thanh vừa chạy vừa tát mình trong sân, tát thật là đau, bốp bốp vang lên thành tiếng. Nếu nhìn cho kỹ, thì mới thấy có hơi 100 con ong đang điên cuồng đuổi theo Mạnh Doãn Thanh. Mạnh Doãn Thanh lớn tiếng kêu lên, cứu mạng, cứu với. Mặc dù ở đó nhiều cảnh sát, nhưng chẳng ai biết cách đối phó với ong, xông ra cũng chỉ bị ong chích mà thôi. Mạnh Doãn Thanh khó khăn lắm mới chạy được vào phòng làm việc, không ít ong đuổi theo vào tận nơi, chỉ một lúc như vậy mà mặt của Mạnh Doãn Thanh đã sưng vù lên như mặt heo vậy, mắt cũng híp thành một đường chỉ. Hai người cảnh sát dũng cảm đốt 2 chiếc chổi, dùng 2 chiếc chổi xua lũ ong. Mạnh Doãn Thanh dùng hết sức đập ong trên mặt mình, lúc này đã không còn cảm thấy đau nữa, nên ra tay rất mạnh. Khó khăn lắm mới đuổi được hết lũ ong đi, mắt của Mạnh Doãn Thanh giờ đây sưng húp thành 2 đường chỉ, gã chỉ đập bôm bốp vào mặt mình như một cái máy. Cảnh sát đứng bên cạnh nói, Mạnh cục, ong đã đuổi hết đi rồi, trên mặt anh không còn ong nữa, đừng đánh nữa. Mạnh Doãn Thanh bấy giờ mới không đánh nữa, thấy hai tay mình bị đốt sưng lên, gã bước vào trong phòng lớn soi gương, thì thấy trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, mặt giống như mặt trăng tròn vậy. Sưng rất to, trên mặt và trên đầu đều là nốt đốt. Thậm chí gã nhận ra ngay cả con người của mình cũng không thấy nữa rồi. Mạnh Doãn Thanh đột nhiên nhớ lại lời vừa nãy của Trương Dương. Trần chuồng mà đấu ong mật, chỉ có thể gây chuyện không chống đỡ nổi. Tên này chẳng phải đang ra ám thị với gã sao? Chẳng lẽ số ong mật này là do hắn ta dẫn đến? Chẳng lẽ là do hắn ta bảo đám ong này đốt gã sao? Trương Dương không biết từ lúc nào cũng xuất hiện trong phòng làm việc của cục công an. Hắn cười hì hì nhìn Mạnh Doãn Thanh mặt sưng to như cái đầu heo, cố ý thở dài nói thiện có thiện báo, ác có ác báo. Mạnh Doãn Thanh tức đến độ người rung lên bần bật, gã chỉ vào Trương Dương nói, tôi phải tố cáo anh hãm hại tôi. Trương Dương nói, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi còn chẳng động vào người anh, nếu như anh muốn tố cáo, thì đi tố cáo ông ấy. Mạnh Doãn Thanh tức giận nói, chính là do anh, đám ông ấy là do anh gọi đến. Trương Dương nói, này này Mạnh cục, anh nói vậy là không phải rồi, tôi có ý tốt đến đây giúp anh đuổi lũ ong đi, mà anh lại vu oan tôi muốn hại anh, đây chẳng phải là hiểu lầm người tốt sao? Rất nhiều cảnh sát đều vây đến, sự việc vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, Trương Dương không động đến Mạnh Doãn Thanh, là do đám ong kia điên cuồng đốt Mạnh Doãn Thanh, nhìn lại bộ dạng của Mạnh Doãn Thanh cũng thật là đáng thương, đầu sưng húp lên, mặt cũng to hơn so với bình thường. Người ta thường nói mặt như trăng rằm chính là thế này đây, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy,
thì chẳng ai có thể liên tưởng được người trước mặt chính là Mạnh Doãn Thanh. Mạnh Doãn Thanh lúc này đã có chút cảm giác, vừa ngứa vừa đau, gã giơ tay ra gãi, nhưng càng gãi càng ngứa. Có một cảnh sát bước đến quan tâm nói, Mạnh cục, anh mau đi bệnh viện khám đi, bị ong đốt không phải chuyện đùa đâu, nếu như bị dị ứng thì phiền phức rồi. Vì đang giờ đi làm, nên tất cả các cảnh sát trong thị cục đều nhìn thấy cảnh thê thảm của Mạnh Doãn Thanh. Hai con mắt Mạnh Doãn Thanh sưng đến độ không nhìn thấy đường đâu nữa rồi, gã bước ra ngoài, được một cảnh sát đỡ, vừa đi vừa nói, Trương Dương, tôi phải tố cáo anh. Rất nhiều người đều cảm thấy lạ kỳ, việc này có liên quan gì đến Trương Dương chứ, Mạnh Doãn Thanh sao lại đòi tính sổ với Trương Dương. Trương Dương nói, Mạnh Doãn Thanh, anh thật là mất mặt, tôi gây sự với anh à. Nhiều người thế này đã nhìn thấy rõ ràng, tôi có động vào một cái lông chân của anh sao? Mạnh Doãn Thanh vừa ngứa vừa đau, chỉ muốn tát bóp vào mặt mình một nhát, nhưng trước mặt nhiều người thế này, không thể nào làm vậy được, thật ra vừa nãy đã mất mặt rồi, khi đánh ong, gã đã tự đánh vào mặt mình bóp bóp chát chát, tất cả mọi người gần như đã nhìn thấy, những người biết thì hiểu là do đánh ong, nhưng những người không biết thì tưởng là gã đang tự tát mình kìa. Khi Trương Đức Phóng đi làm, Mạnh Doãn Thanh đã được đưa đến bệnh viện rồi, Trương Dương vẫn chưa đi, sự việc này đến giờ vẫn chưa kết thúc. Sau khi Trương Đức Phóng hiểu được đại khái tình hình, ý nghĩ đầu tiên là việc này là do Trương Dương gây ra, gã mời Trương Dương đến phòng làm việc của mình. Trương Đức Phóng có một đặc điểm rất lớn, dù là gã có không thích người khác thế nào chăng nữa, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra vẻ bất mãn nào, mặt vẫn cười, mỗi người đều có một thái độ khác nhau của mình. Trương Đức Phóng không nói chuyện của Mạnh Doãn Thanh ra ngay, gã cười hà hà nói, Trương lão đệ à, vừa sáng sớm đã chạy đến cục của tôi, có gì chỉ giáo vậy? Trương Dương nói, tôi chẳng muốn đến đâu, nhưng nhịn nhiều khó chịu quá, có vài việc phải nói với anh một chút. Trương Đức Phóng làm một động tác mời, Trương Dương ngồi xuống ghế sofa. Trương Đức Phóng nói ra xem nào, ai đắc tội cậu thế? Trương Dương nói, tối qua tôi đang nói chuyện làm ăn với Khư tiểu thư của Tinh Toàn ở khách sạn Quân Duyên, đột nhiên có hai người cảnh sát ập đến kiểm tra phòng. Trương Đức Phóng giật mình, trong lòng thầm nói, đứa nào ăn no rồi dừng mỡ vậy? Tự nhiên lại đi chuốc việc vào mình, chủ động gây sự với Trương Dương. Trương Đức Phóng nói, tôi thật không biết chuyện này, lão đệ à, cậu nói rõ đi, tôi xem là ai làm, nếu như tồn tại bất cứ vấn đề nào trái nguyên tắc, tôi sẽ xử lý người đó. Trương Dương nói, là do cục trưởng phân cục Hà Tây phòng Tâm Vĩ làm, do Mạnh Doãn Thanh đứng đằng sau. Trương Đức Phóng nói, lão đệ à, không thể nào nói bừa được đâu, lão Mạnh và phòng Tâm Vĩ đều là cốt cán trong hệ thống của tôi. Làm việc luôn luôn rất tử tế, và cũng rất có tính nguyên tắc, họ không đến nỗi làm việc thế này đâu, tôi xem có phải ở trong đó đã xảy ra việc gì hiểu lầm không. Gã ngày càng cảm thấy sự việc hôm nay của Mạnh Doãn Thanh có liên quan đến Trương Dương, nhưng gã không hiểu nổi, Trương Dương dù là có bản lĩnh nhưng cũng không đến độ có thể điều khiển được ong chứ. Chiêu này chẳng phải là của tiểu long nữ hay sao? Có điều Trương Dương có rất nhiều điều ẩn giấu, ai mà biết được. Trương Dương nói, anh rất tin tưởng họ đấy nhỉ. Trương Đức Phóng nói, hệ thống chúng tôi rất xem trọng chứng cứ. Những việc không có chứng cứ xác thực thì tốt nhất không nên nói. Trương Dương nói, anh cảm thấy tôi đang nói dối à? Trương Đức Phóng cười nói, không phải có ý đó. Lão đệ à, tôi biết rằng việc này cảnh sát chúng tôi giải quyết không thỏa đáng. Thế này đi, cậu nể mặt tôi, việc này thôi đi, về sau tôi sẽ hỏi cho rõ ràng việc này. Nếu như trách nhiệm ở phía họ, tôi nhất định sẽ bảo họ đến xin lỗi. Trương Dương nói, đến xin lỗi. Khư Phụng Tiên là người Đài Loan, đột nhiên các anh chạy đến kiểm tra phòng, nói rằng chúng tôi đang buôn bán mại dâm, thế là có ý gì chứ? Khư Phụng Tiên là khách ở khách sạn, tôi đến thăm, mà họ bảo tôi bán dâm, thế chẳng phải bảo tôi là loại ca ve nam sao? Điều này làm sao tôi có thể chịu được chứ? Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi. Trương Đại Quan tỏ ra bộ dạng rất tức tối. Trương Đức Phóng vẫn mỉm cười, lão đệ à, đừng tức giận, đều là bạn bè của nhau cả, có gì thì cứ nói ra. Trương Dương nói, tối qua tôi ăn cơm ở Yến Quy Lai, Mạnh Doãn Thanh đã nói khích đều tôi rất nhiều, anh đi hỏi Trung Hải Yến xem, có phải tôi luôn nhường anh ta không? Tôi biết rằng lần trước việc của Cung Nhã Hinh làm cho hệ thống của các anh rất mất mặt, nhưng lúc đó tôi cũng không chắc chắn liệu có tìm được cô bé hay không, tôi cũng không muốn cướp công của các anh, tôi chỉ là muốn cứu người, thế nào? Vì chuyện này mà tất cả mọi người trong hệ thống các anh đều hận tôi cả rồi à? Trương Đức Phóng bị hắn nói trúng tim đen, vội vàng giải thích, không không, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả,
Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cứu người, hệ thống của chúng tôi rất cảm ơn cậu ấy chứ. Nếu như không phải cậu tìm thấy Cung Nhã Hinh, thì chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Trương Dương nói, ai mà biết được lòng người nghĩ gì, tôi cũng không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, thật ra dù là người ta có nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng để ý. Nhưng sự việc tối ngày hôm qua không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, Mạnh Doãn Thanh mượn rượu giả điên, Phòng Tâm Vĩ hạ bẫy, hai người này nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Trương Đức Phóng cười nói, không nghiêm trọng như vậy chứ. Trương Dương nói, nếu như có người nói anh là Ca Ve Nam, anh có thể bình tĩnh như vậy được không? Trương Đức Phóng ngay lập tức á khẩu. Trương Dương nói, có một việc tôi phải nhắc nhở anh một chút, khách sạn Quân Duyên là tài sản của phân khu, lá gan của anh to lắm đấy, Khư Phụng Tiên không những là người Đài Loan, mà còn là người khách quan trọng của Nam Tích chúng ta, sự việc tối qua làm cho cô ấy vô cùng xấu hổ, cô đã đề nghị quyết liệt với khách sạn và thành phố rồi, nể tình chúng ta là bạn, tôi có thể không truy cứu chuyện này, nhưng tôi không thể nào đảm bảo được Khư Tiểu Thư, người ta còn là phụ nữ chưa chồng. Các anh vu khống cho người ta là gọi Ca Ve. Việc này nếu như đồn ra ngoài, thì về sau cô ấy lấy chồng làm sao? Trương Đức Phóng bắt đầu ý thức được việc này nghiêm trọng hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Sự nhắc nhở của Trương Dương đã lộ ra cho gã một số thông tin quan trọng. Khư Phụng Tiên không phải loại người dễ gây sự. Cô ấy rất có khả năng đã đề ra kháng nghị với thành phố rồi. Mà khách sạn Quân Duyên lại là khách sạn có khí thế. Việc này nhất định sẽ có ảnh hưởng đến quân đội. Trương Đức Phóng đã cảm thấy hơi lo. Phòng Tâm Vĩ làm trò gì vậy chứ? Tiếng chuông điện thoại đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng nhấc điện thoại, âm thanh nghiêm khắc bên đó đã hét lên. Trương Đức Phóng, mẹ kiếp anh làm trò gì thế hả? Trương Đức Phóng ngớ người, gã là cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích. Không nhiều người ở Nam Tích dám nói năng thô lỗ với gã. Nhưng gã ngay lập tức đã nhận ra, đối phương là tư lệnh quân phân khu Lưu Hằng, một trong những thường ủy thành phố Nam Tích, người ta có quyền làm thế. Gã vội vàng cười nói, chào tư lệnh Lưu. Chào cái con khỉ, Trương Đức Phóng, ai bảo anh đi kiểm tra Quân Duyên đấy hả? Ai cho anh cái quyền đó thế? Tính khí của tư lệnh Lưu không tốt, là một vị tướng có cá tính, trong mắt y gã chỉ là một hậu bối, Lưu Hằng không hề để tâm đến gã. Trương Đức Phóng bị mắng ngắn mặt lại, nhưng gã không dám nói lại, vội vàng xin lỗi, tư lệnh Lưu, ông đừng tức giận, việc này là một sự hiểu lầm. Tôi không quan trọng có phải là hiểu lầm hay không. Tôi cần anh giải thích, Khư Tiểu Thư là người Đài Loan, lại là nhà đầu tư quan trọng của Nam Tích, cô ấy đã nói chuyện này lên trên rồi, hậu quả của việc này là gì, tự anh chịu trách nhiệm. Trương Đức Phóng nghe được tin này, tay nhún cả ra, tư lệnh Lưu, chỉ là một việc hiểu lầm thôi, không cần phải làm nghiêm trọng như thế chứ. Lưu Hằng hừ một tiếng rồi nói, không phải tôi muốn truy cứu, mà là Khư Tiểu Thư muốn truy cứu, các anh thật là giỏi đấy, kiểm tra Quân Duyên cũng có nghĩa là kiểm tra quân phân khu của chúng tôi. Quân Duyên không phải là nơi làm ăn đen tối gì, hành động lần này của các anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Quân Duyên, anh nhất định phải giải thích cho tôi. Trương Đức Phóng bị Lưu Hằng mắng một trận, rồi yên lặng gác điện thoại, nụ cười trên mặt cũng không còn nữa, giờ đây gã không thể nào cười được. Trương Dương đứng ở một bên đã nghe rất rõ ràng, Lưu Hằng chất vấn toàn bộ đều nằm trong tính toán của hắn, lần này Trương Dương quyết tâm hạ bệ Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ, điều này không phải là không có căn cứ gì. Không thanh trừ loại người như thế này ra khỏi đội ngũ cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ làm việc xấu tiếp. Trương Dương rất không hài lòng với hệ thống cảnh sát Nam Tích, có câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn, Trương Đức Phóng rõ ràng chưa tỏ được tác dụng của một người đứng đầu tốt. Trương Đức Phóng lắc đầu nói, hà tất phải vậy chứ? Sự việc làm ầm ra, chẳng có lợi với ai cả. Câu này giống như tự nói một mình, mà càng giống như nói cho Trương Dương nghe. Trương Dương cười nói, Trương Cục. Mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn hẳn đâu, với một vài tên không ra gì, lạm dụng quyền lực, tốt nhất là phải thanh trừ khỏi đội ngũ. Trương Đức Phóng nói, Trương Lão Đệ, sự việc của nội bộ cục chúng tôi không mất công anh phải lo lắng nữa. Câu này cuối cùng đã lộ ra ý đối địch với Trương Dương. Trương Dương mỉm cười đứng dậy, sự việc trong thể ủy tôi còn chưa làm được hết, đâu có thời gian rảnh để lo chuyện của các anh, nhưng người khác đã gây chuyện đến đầu tôi cũng không thể như con rùa rụt cổ. Anh nói có phải không? Trương Đức Phóng cố dặn ra một nụ cười, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đây là ý tiễn khách. Trương Dương cũng không có ý ở lại lâu, quay người ra khỏi phòng làm việc của gã. Trương Đức Phóng đợi Trương Dương đi khỏi, ngay lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện cho Phòng Tâm Vĩ, nói, Phòng Tâm Vĩ, anh đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Sau khi Trương Đức Phóng liên lạc với Phòng Tâm Vĩ,
lại gọi điện cho Trung Hải Yến, sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng của gã nhiều, gã cần phải tìm hiểu toàn bộ sự tình. Trung Hải Yến nghe nói là chuyện này, thở dài nói, việc này rốt cuộc cũng ầm lên rồi à, nói thật, Mạnh Doãn Thanh làm hơi quá đáng rồi, tối qua trước mặt rất nhiều người anh ta không ngừng nói khích nói bác Trương Dương luôn tỏ ra rất khiêm nhường, không chấp nhặt với anh ta, không ngờ anh ta lại gây ra chuyện này. Trương Đức Phóng tức hừ hừ nói, ngu ngốc đến cực độ. Trung Hải Yến nói, sự việc đã xảy ra rồi, thì anh đừng giận nữa, giận cũng chẳng giúp ích gì được đâu, Trương Dương là người rất ưa thể diện, lần này anh ta giận vậy chắc chắn là do thể diện của anh ta bị xúc phạm rồi, NHB ảo mạnh cục xin lỗi anh ta một câu, có lẽ việc này sẽ được giải quyết. Trương Đức Phóng nói, lần này không giải quyết dễ dàng như vậy được đâu, Khư Phụng Tiên đã kháng nghị lên phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện rồi. Trung Hải Yên kinh ngạc nói, lớn chuyện vậy rồi sao? Trương Đức Phóng nói, có người muốn lấy chuyện này để vẽ thêm ra, thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Trung Hải Yến căng thẳng, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến anh không? Trương Đức Phóng không nói gì, dừng một lúc mới nói, việc này cô không phải lo, tôi sẽ xử lý. Trương Đức Phóng nói thì dễ dàng là vậy, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ nặng nề, gã hiểu năng lực của Trương Dương, Khư Phụng Tiên nhất quyết không làm ngơ chuyện này, có thể nói rằng có liên quan trực tiếp đến Trương Dương. Tư lệnh quân phân khu Lưu Hằng gọi điện đến vì chuyện của quân Duyên có lẽ chỉ là bắt đầu của chuyện này thôi, thành phố nhất định rồi cũng sẽ biết chuyện này, điều phiền phức hơn nữa là, Khư Phụng Tiên là người của tinh toàn, ông chủ lớn cha Tấn Bắc có quan hệ khá tốt với cấp trên. Nếu như việc này làm ông ấy khó xử, ông ấy lợi dụng phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện để nói xuống rất có khả năng xảy ra, Trương Đức Phóng càng nghĩ đến việc này càng phải xử lý thận trọng, nếu như xử lý không tốt, có khi chính mình cũng bị kéo vào thật. Phòng Tâm Vĩ không dám chậm trễ, rất nhanh đã đến phòng làm việc của cục trưởng, đầu tiên, gã để ý đến sắc mặt của Trương Đức Phóng luôn cười thân thiện, giờ đây rất nghiêm túc, trên mặt không hề có một nụ cười nào, Phòng Tâm Vĩ ngay lập tức ý thức được tình hình ngày hôm nay không được tốt đẹp lắm, gã đến cục mới biết rằng Mạnh Doãn Thanh bị ong đốt, việc này đồn ầm khắp nơi, Mạnh Doãn Thanh cứ nhất quyết nói rằng Trương Dương hại gã, Phòng Tâm Vĩ mặc dù cũng nghĩ rằng việc điều khiển ong là điều hơi hoang đường, nhưng có một điểm gã hiểu rằng Mạnh Doãn Thanh đã gặp đen đủi, hơn nữa khi Mạnh Doãn Thanh gặp đen đủi, Trương Dương cũng ở đó. Phòng Tâm Vĩ cẩn thận gọi một tiếng Trương Cục. Trương Đức Phóng cũng không bảo gã ngồi xuống, mà thấp giọng nói tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phòng Tâm Vĩ đương nhiên không nói sự thật ra, gã nghĩ một lúc mới nói, là thế này, tối qua đồn cảnh sát Hương Hà có hai người cảnh sát nhận được tố cáo, nói rằng khách sạn Quân Duyên có buôn bán mại dâm, vì thế họ đã đi tìm hiểu tình hình. Không ngờ chủ nhiệm Trương của thể ủy ở cùng một cô gái trong phòng. Trương Đức Phóng nói, họ đã làm gì? Phòng Tâm Vĩ nói, không làm gì cả, đang nói chuyện. Đã chỉ là nói chuyện, vậy thì các anh bắt họ về đồn làm gì? Phòng Tâm Vĩ lắp bắp, họ rất không phối hợp, đều không đưa chứng minh thư ra, vì thế mới gây hiểu lầm cho cảnh sát. Tôi đã tìm hiểu, trong cả quá trình đó, cảnh sát của chúng tôi biểu hiện rất lịch sự, không làm việc gì quá đáng, đến đồn cảnh sát cũng không làm khó họ. Mà là chủ nhiệm Trương không hề phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi, nếu như anh ta có thể nói rõ thân phận của mình sớm hơn, biểu hiện phối hợp hơn, thì sẽ không xảy ra lần hiểu lầm này. Biểu hiện trên mặt Phòng Tâm Vĩ rất oan ức và đáng thương, thật ra gã cũng oan ức thật, oan ức quá trời luôn, tự nhiên bị cuốn vào chuyện này, mẹ kiếp thật đúng là hèn hạ. Trương Đức Phóng nhìn Phòng Tâm Vĩ một cách lạnh lùng, gã nói chậm chậm, ở đây chỉ có hai chúng ta, tốt nhất là anh biết gì nói nấy, tôi không muốn giấu anh. Việc này đã làm lớn đến cả phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện rồi, vừa nãy tư lệnh Lưu Quân phân khu cũng gọi điện đến rồi, nói rằng phải truy cứu đến cùng, tôi đương nhiên sẽ đứng về phía anh, nhưng anh phải nói thật với tôi. Chương 613, không đánh thì thật phí. Phòng Tâm Vĩ nói, Trương Cục, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Là do Trương Dương quá ức hiếp người khác, làm việc chẳng có căn cứ, lầm trước trong vụ của Cung Nhã Hinh đã chứng minh rồi. Hắn ta chẳng coi hệ thống công an của chúng ta a gì cả, lần này chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, lại bị hắn ta nắm lấy cơ hội, không ngừng làm lớn chuyện, Trương Cục, hắn ta không phải chỉ nhắm vào một mình tôi, mà là nhắm vào cả hệ thống công an của chúng ta. Phòng Tâm Vĩ vốn muốn nói thẳng ra hắn nhắm vào Trương Đức Phóng anh, nhưng câu nói đến miệng lại thay đổi, Trương Đức Phóng không phải là người tùy tiện vậy, nói ra câu như thế này có khi sẽ làm cho gã phản cảm. Trương Đức Phóng hừ một tiếng nói, đã biết rằng hắn ta là người thế nào, tại sao các anh còn cho hắn ta cơ hội. Đến cả Quân Duyên để kiểm tra phòng,
các anh thật là to gan lớn mật. Phòng Tâm Vĩ biết rằng mình không nói lý được, gã thấp giọng nói, Trương Cục, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, người như Trương Dương đúng là việc bé xé ra to. Trương Đức Phóng nói, vấn đề là lửa đã cháy rồi, mà người đốt lửa lại là các anh, nhưng các anh không có khả năng dập lửa, trần chuồng mà đấu ong mật. Phòng Tâm Vĩ nghĩ lại việc Mạnh Doãn Thanh bị ong mất công kích, trong lòng cảm thấy sợ hãi, Trương Dương thật là một hắc tinh, mình thật là đen đủi quá chừng. Trương Đức Phóng nói, tôi hỏi anh một lần nữa, sự việc kiểm tra phòng rốt cuộc là do anh phái người đi làm, hay là do Mạnh Doãn Thanh bảo anh làm như vậy? Phòng Tâm Vĩ cúi thấp đầu xuống, gã do dự một lúc, cuối cùng đã quyết tâm, sự việc này không phải gã không muốn gánh, mà là gã gánh không nổi, tất cả là do Mạnh Doãn Thanh gây ra, gã không thể nào chịu tội thay cho Mạnh Doãn Thanh được. Phòng Tâm Vĩ nói, tối qua tôi và Mạnh Cục uống rượu ở Yến Quy Lai, gặp phải Trương Dương, anh cũng biết rồi đấy, vì sự việc của con gái thị trưởng cung, Mạnh Cục rất khó chịu với hắn ta, vì thế. Trương Đức Phóng xua tay, ngụ ý Phòng Tâm Vĩ không cần phải nói tiếp nữa, gã đã hiểu cả rồi, Trương Dương đoán không sai, chính là do Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ không lượng sức mình gây ra chuyện này. Phòng Tâm Vĩ nói, Trương Cục, giờ đây phải làm thế nào? Trương Đức Phóng nói, việc anh tự gây ra thì tự đi mà giải quyết cho gọn ghẽ. Câu này làm cho trái tim Phòng Tâm Vĩ vỡ làm hai nửa, Trương Đức Phóng muốn đẩy mình ra đằng trước, gã cảm thấy mình rất oan uổng, gã đã bị Mạnh Doãn Thanh lợi dụng, tối qua khi Trương Dương nói gã từ chức, Phòng Tâm Vĩ còn cảm thấy có phần không phục, nhưng giờ đây gã thật sự sợ rồi, sự việc của Khư Phụng Tiên nếu như thật sự đã đến tai của Phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện, thì người chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên là Cục trưởng Phân Cục là gã. Phòng Tâm Vĩ nói, Trương Cục, tôi cũng không ngờ sự việc lại làm ầm lên như thế này. Trương Đức Phóng nói, giờ đây nói những câu này chẳng có tác dụng gì nữa rồi, sự việc đã vỡ lở ra rồi, tôi không kháng được đâu. Trương Đức Phóng nói câu này không sai chút nào, sự việc phát triển đến bây giờ đã không phải là việc gã có thể chống đỡ được nữa. Trong cuộc họp thường ủy thành phố Nam Tích, tư lệnh quân phân khu Lưu Hằng đã rất tức giận, y nói chuyện quân duyên bị kiểm tra trước mặt tất cả mọi người. Rồi nói một lượt hệ thống công an, làm cho lãnh đạo thành phố Nam Tích đều cảm thấy có phần mất mặt. Sau cuộc họp, Từ Quang Nhiên tìm đến Hạ Bá Đạt, từ góc nhìn của Từ Quang Nhiên, Hạ Bá Đạt và Trương Đức Phóng quan hệ khá gần gũi, Hạ Bá Đạt biết chuyện này khá muộn, khi Từ Quang Nhiên vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Bá Đạt đã thở dài nói, Bí thư Từ à, việc này thật sự hơi phiền toái, ngay cả Phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện cũng đã gọi điện thoại đến rồi, họ yêu cầu chúng tôi đưa ra một sự giải thích hợp lý. Tại sao lại đối xử với thương nhân Đài Loan như vậy? Từ Quang Nhiên nói, tên Trương Dương này, chẳng lẽ không có một chút gì gọi là thể diện tập thể sao? Dù là hệ thống công an làm ăn không thỏa đáng, thì cũng không nên nói chuyện này ra ngoài chứ, làm ầm ĩ chuyện này lên, ngay cả Phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện đều biết cả rồi, hình tượng Nam Tích chúng ta sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Hạ Bá Đạt nói, anh ta không nói gì cả, là do Khư Phụng Tiên tố cáo lên trên. Cô ấy là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Tinh Toàn, thật ra là người có quan hệ hợp tác với cha Tấn Bắc. Từ Quang Nhiên nói, cha Tấn Bắc chẳng phải là em gái của bộ trưởng cha ở trung tổ bộ hay sao? Hạ Bá Đạt gật đầu nói, người này có quan hệ rất rộng, bên Phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện nhất định là do ông ta đã nói thêm vào. Từ Quang Nhiên nói, Trương Đức Phóng làm cục trưởng cũng được một thời gian rồi, sao chẳng hiểu chút phép tắc gì thế? Quân Duyên có bối cảnh thế nào chẳng lẽ anh ta không biết sao? Tự dưng lại cho người đi kiểm tra phòng. Hôm nay suýt nữa thì tư lệnh Lưu đã đập bàn rồi, nhiều năm như thế này, quan hệ giữa Nam Thích và quân đội đều rất bình an vô sự, tại sao anh ta lại gây nên sự phiền phức này chứ? Hạ Bá Đạt nói, tôi đã hỏi anh ta rồi, anh ấy không hề biết sự việc này, nếu như biết trước, thì anh ta sẽ không bao giờ để nó xảy ra như vậy. Từ Quang Nhiên nói, cần phải nhanh chóng giải quyết việc này. Bên Phòng Sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện và bên tư lệnh Lưu đều không phải là những người dễ gây gổ đâu, một chuyện nhỏ thôi, đừng để làm lớn lên. Hạ Bá Đạt nói, người mở khóa nhất định phải là người khóa vào. Từ Quang Nhiên nhìn gã, câu này của Hạ Bá Đạt rất rõ ràng, sự tình là do Trương Dương gây ra, thì hắn ta nhất định có khả năng làm việc này dịu đi. Từ Quang Nhiên nói, lão Hạ, việc này giao cho anh nhé, gần đây tôi phải phụ trách quá nhiều việc, thật sự không hề muốn xảy ra bất cứ việc gì nữa. Ổn định là điều cơ bản để phát triển. Hạ Bá Đạt cười, gã biết rằng gần đây Từ Quang Nhiên không hề như ý, gần đây, Nam Thích ngày càng không thái bình. Mặc dù Từ Quang Nhiên giao việc này cho Hạ Bá Đạt, nhưng Hạ Bá Đạt hiểu rằng mình không phải là người thích hợp nhất, gã đến gặp Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ,
Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương là tốt nhất, để y đi nói chuyện với Trương Dương thích hợp hơn. Lý Trường Vũ không hề muốn tiếp quản, nhưng sự việc của thị trưởng giao cho không thể không làm, y nghĩ đi nghĩ lại, rồi gọi Trương Dương đến trước mặt. Trương Dương không đợi Lý Trường Vũ nói xong, đã đoán được mục đích tìm đến hắn, hắn cười nói, thị trưởng Lý, hôm nay dự định làm thuyết khách sao? Giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương không cần thiết phải đi đường vòng, y cười nói, cậu thông minh thế này, có lẽ đã biết lý do tôi tìm cậu rồi. Y hút một điếu thuốc, một mình đến Nam Tích, vợ không theo cùng, bên cạnh không còn ai bó buộc, nên bắt đầu hút thuốc. Trương Dương nói, thành phố bảo ông tìm tôi sao? Lý Trường Vũ nói, Bí Thư Từ và Thị trưởng Hạ đều không muốn việc này làm to ra, họ bảo tôi nói với anh, muốn sự việc lớn hóa bé bé hóa không? Trương Dương nói, tôi chẳng có ý kiến gì, tôi cũng chẳng muốn gây sự, đều là cán bộ trong thể chế Nam Tích cả, ra ra vào vào đều phải gặp nhau, tôi cũng chẳng phải làm đến mức độ vậy, nhưng giờ đây sự việc không ở phía tôi nắm đằng chui nữa rồi, Khư Phụng Tiên không vui, một người con gái chưa chồng, chịu tư tưởng Khổng Tử sâu sắc, lại bị Quốc Dân Đảng thống trị nhiều năm, người ta xem trọng danh tiếng hơn cả tính mạng nữa. Lý Trường Vũ cười nói, chúng ta nói thật với nhau đã nhé. Xem ra cậu muốn làm việc này đến cùng phải không? Trương Dương nói, tôi nói này thị trưởng Lý, sao ông nghe không hiểu nhỉ? Không phải là tôi muốn làm đến cùng, mà là Khư Phụng Tiên muốn làm đến cùng. Tôi cũng chẳng giấu gì ông. Cha Tấn Bắc nghe xong việc này đã rất tức giận. Ông ta lợi dụng tất cả quan hệ trong kinh thành, đưa chuyện này lên phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ Việt. Bên đó nói rằng cục công an của chúng ta vụ oan cho thương nhân Đài Loan, và cũng rất tức giận. Lý Trường Vũ cười hì hì nhìn Trương Dương. Y đã hoàn toàn hiểu ra, Trương Dương lợi dụng cơ hội này để hạ thủ với hệ thống công an. Trong ấn tượng của Y, quan hệ giữa Trương Đức Phóng và Trương Dương rất tốt, sao lần này Trương Dương lại không nể mặt Trương Đức Phóng cơ chứ? Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, sự việc này nếu như tiếp tục làm, nhất định có người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Trương Dương nói, Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ thông đồng với nhau, muốn tóm được gái tôi. Tại sao? Chẳng phải vì chuyện của con gái thị trưởng cung hay sao? Họ cho rằng tôi đã làm mất mặt toàn bộ hệ thống công an của họ. Lý Trường Vũ nói, thật ra không cần thiết phải làm lớn mâu thuẫn nội bộ đúng không? Trương Dương nói, giờ đã không còn là mâu thuẫn nội bộ giữa các đồng chí với nhau nữa rồi, thủ đoạn của họ còn bỉ ổi hơn hạng lưu manh ngoài xã hội, người như vậy làm sao xứng đáng được với bốn chữ cảnh sát nhân dân? Lý Trường Vũ nói, có phải cậu có thành kiến không? Trương Dương nói, thời gian tôi đến Nam Tích mặc dù không lâu, nhưng sự việc của hệ thống công an tôi đã hiểu phần nào, tôi cho rằng nội bộ hệ thống công an tồn tại vấn đề rất lớn. Lý Trường Vũ nói, trước khi Đường Hưng Sinh sợ tội trốn đi, hệ thống công an của Nam Tích luôn nằm dưới sự lãnh đạo của ông ta, có vấn đề cũng là điều dễ hiểu. Nói đến đây đột ngột y chuyển chủ đề, cậu cảm thấy Trương Đức Phóng thế nào? Trương Dương nói thẳng thắn, sự việc của Đường Hưng Sinh là do tôi chọc ra, Trương Đức Phóng có thể làm được đến chức cục trưởng cũng có công của tôi không ít. Nhưng thông qua quan sát của tôi, người này không hề thích hợp đảm nhận vị trí này. Lý Trường Vũ nói, cậu là chủ nhiệm thể ủy, không phải là bí thư chính pháp ủy, cũng không phải là cục trưởng công an, sự việc của cục công an không đến phiên cậu phải lo đúng không? Trương Dương nói, vốn cũng chẳng định lo chuyện của họ đâu, nhưng giờ đây đã gây đến đầu tôi rồi, tôi không thể không lo hộ họ được. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, cậu định thế nào? Trương Dương nói, Trình Diễm Đông của Phong Trạch có năng lực. Nếu như có thể điều anh ta đến Nam Tích thì tốt quá. Lý Trường Vũ nghĩ, Trương Dương quả nhiên không phải là tự nhiên gây khó dễ cho hệ thống công an mà không có chủ đích gì. Hắn muốn nhân cơ hội này, để điều động hạ thủ của mình trước kia đến Nam Tích. Dã tâm của tiểu tử này thật không nhỏ. Với Lý Trường Vũ, Trương Dương làm như vậy chỉ có lợi với y. Một triều thiên tử một triều thần, y đến Nam Tích đảm nhận phó thị trưởng thường vụ. Ngoài Trương Dương ra, không có trợ thủ nào hơn. Gần đây y và Cung Kỳ Vĩ quan hệ qua lại khá nhiều, mục đích cũng là để tìm trợ thủ chính trị của mình. Bồi dưỡng trợ thủ ở Nam Tích mất rất nhiều thời gian công sức, nếu như có thể dẫn từ nơi khác đến đương nhiên là tốt nhất, Trình Diệm Đông y cũng hiểu, làm rất xuất sắc ở Phong Trạch, lúc đầu y cũng là do Trương Dương giúp đỡ thay thế cho Cục trưởng Công an Triệu Quốc Đống. Tuổi trẻ tài cao, người như vậy rất có tiềm lực, quan trọng hơn nữa là, quan hệ của y và Trương Dương rất vững chãi, lại đến từ Giang Thành. Lý Trường Vũ nói, Trình Diệm Động chỉ là một cục trưởng công an thành phố cấp huyện, cấp bậc hơi thấp, không thể một bước đến trời được. Trương Dương cười nói, cục trưởng phân cục Hà Tây Phòng Tâm Vĩ nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này, vị trí của anh ta nhường ra sẽ dành cho Trình Diệm Đông,
Mạnh Doãn Thanh cũng có trách nhiệm liên đới. Lý Trường Vũ nhìn Trương Dương hơi ngạc nhiên, tiểu tử này học được cách bày mưu tính kế thế này từ bao giờ vậy, hơn nữa lại ra tay dứt khoát nhanh nhẹn, hắn ta muốn gây ra ảnh hưởng lớn, để lợi dụng áp lực này thay máu một lần cho hệ thống công an, một lần thay máu có ích cho hắn. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, Mạnh Doãn Thanh cậu cũng muốn động vào à? Trương Dương nói, anh ta mới là người gây tội đầu tiên trong sự việc lần này, tôi đã nói với Khương Lượng rồi, nếu như tổ chức có thể đồng ý, thì anh ta có thể đến Nam Tích làm phó cục. Lý Trường Vũ cười đau khổ, Trương Dương ơi là Trương Dương, cậu tưởng là đang chơi đồ hàng sao? Một sự việc lớn của nội bộ công an không thể nào do cậu tự quyết thế này được, sự việc của Trình Diệm Đông thì có thể, còn sự việc của Khương Lượng chẳng có khả năng nào hết. Lý Trường Vũ nghĩ xa hơn Trương Dương, hắn vừa đến Nam Tích, giờ đây đã điều một vị phân cục trưởng phó cục trưởng từ Giang Thành đến, người biết thì hiểu rằng Trương Dương đang chơi, nhưng người không biết nhất định nghĩ rằng hắn mới là chủ mưu, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên và thị trưởng Hạ Bá Đạt nhất định sẽ cảnh giác, họ sẽ không để y dễ dàng gầy dựng được bè cánh của mình. Trương Dương nói, tất cả đều có thể xảy ra, tóm lại lần này Phòng Tâm Vĩ và Mạnh Doãn Thanh nhất định phải đứng ra chịu trách nhiệm. Lý Trường Vũ nói, ăn cơm phải ăn từng miếng một, đừng đánh dồn dập quá người khác sinh nghi. Y đang nhắc Trương Dương đừng làm quá lớn chuyện. Trương Dương nói, đã làm thì phải làm đến cùng, không làm cho hai người này hạ bệ, thì tôi sẽ không cam lòng. Lý Trường Vũ thở dài, tiểu tử này vẫn có tính cách y như hồi xưa. Trương Dương cười hì hì nói, ông đừng thở dài nữa, tôi đã bảo Cao Liêm Minh về nhà làm công tác tư tưởng cho cha của cậu ta rồi, chỉ cần các loại áp lực đổ xuống, thì nhất định sẽ hoàn thành được một số việc. Lý Trường Vũ không lạc quan như Trương Dương, y thấp giọng nói, dù là tất cả mọi điều cháu nói đều là sự thật, nhưng giờ đây các cháu thiếu đi chứng cứ đã bị người khác đổ oan, ngược lại, họ nói là hiểu nhầm rất có căn cứ, việc này nhiều nhất chỉ có thể truy cứu đến Phòng Tâm Vĩ thôi. Thành phố cũng không thể làm ngơ mặc chuyện này tiếp tục dâng lên cao trào đâu. Trương Dương, nghe chú nói một câu, làm việc không thể nào dục tốc được đâu. Trương Dương nói, tìm được một cơ hội không hề dễ dàng, họ đã giơ mặt đến rồi, nếu như cháu không đánh, thì chẳng phải quá là khinh thường họ hay sao? Khi Trương Dương về đến thể ủy, một vị bạn cũ đang đợi hắn, Cố Minh Kiến, lúc này Cố Minh Kiến đang tham quan trung tâm thông tin của thể ủy, mục đích chính của gã là tìm Thường Hải Tâm để nói chuyện. Cố Minh Kiến cười nói, Hải Tâm à, lần trước tại sao lại làm thế với Lam Hải chúng tôi chứ? Mọi việc đã nói xong xuôi cả rồi, mà cuối cùng lại thay đổi quyết định. Thường Hải Tâm cười đáp, giá cả của Lam Hải các anh quá cao, chúng tôi đã suy nghĩ toàn diện một chút, thật sự không thể nào chi nổi số tiền lớn như vậy, vì vậy chúng tôi quyết định tự khai phá hệ thống trình tự, thế này là đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Cao Minh Kiến cười ha ha nói, thật là biết tính toán vì người nhà. Nếu như ai lấy được cô gái như cô về làm vợ, thì thật là có phúc quá. Thường Hải Tâm nghe được lời trêu ghẹo trong câu nói của gã, chỉ giả vờ như không nghe thấy, cười nói, giám đốc Cố, chỉ mải nói chuyện, quên mất không rót trà cho anh rồi, tôi sẽ đi ngay. Cao Minh Kiến nói, không cần đâu, tôi không khát, chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi. Thường Hải Tâm nói, không được đâu, trong thời gian làm việc chúng tôi cấm nói chuyện riêng. Nếu như để lãnh đạo nhìn thấy thì chúng tôi sẽ bị mất tiền thưởng trong tháng này. Cố Minh Kiến cười nói, vị lãnh đạo nào thế, Trương Dương đúng không? Thường Hải Tâm gật đầu. Cố Minh Kiến nói, anh ta nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc, không thể nào cắt bớt tiền của cô đâu. Lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng Trương Dương vang lên đằng sau, ai đang ở đó nói xấu tôi thế? Cố Minh Kiến quay người, thì nhìn thấy Trương Dương xuất hiện ở ngoài cửa, gã cười ha ha đi về đó. Trương Dương cũng cười bước lên, bắt tay với Cố Minh Kiến rất nhiệt tình, sự khách sáo của Trương Dương với gã là thật, đây là chú của hắn đấy chứ, là người nhà đấy chứ. Có điều nói ra thì cũng kỳ lạ, từ sau khi Cố Minh Kiến vào tù lần trước, quan hệ giữa Trương Dương và gã mặc dù đã hồi phục lại bình thường, nhưng không thể nào đến được độ như hồi họ mới quen, có gì cũng nói với nhau nữa, có lẽ là vì quan hệ giữa hắn và Cố Giai Đồng, có một vài việc không làm rõ, nhưng người khác chưa chắc đã không biết, với đầu óc của Cố Minh Kiến. Làm sao có thể không nhìn ra quan hệ ám muội của Trương Dương và Cố Giai Đồng được? Cố Minh Kiến và Trương Dương từ bạn biến thành thù, sau đó vì Trương Dương giúp đỡ không mệt mỏi, lại từ thù thành bạn, Cố Minh Kiến rất cảm kích Trương Dương, nhưng khi Cố Minh Kiến đối diện với Trương Dương lại cảm thấy có phần không thoải mái. Trương Dương cười nói, Minh Kiến, sao tự nhiên lại đến Nam Tích vậy? Cố Minh Kiến cười nói, đưa cha đến Tây Kiều, tiện thể đến đây thăm anh một chút. Lần trước trung tâm thông tin của các anh phủ định chúng
tôi luôn cảm thấy rất buồn vì điều đó, rốt cuộc các anh có thể xây dựng trung tâm thành thế nào? Tại sao Lam Hải chúng tôi lại bị đào thải? Trương Dương cười ha ha nói, giờ đây lòng hiếu kỳ của anh được thỏa mãn rồi. Cố Minh Kiến gật đầu nói, được lắm, Hải Tâm thật sự rất có năng lực. Trương Đại Quan nghe gã gọi một câu Hải Tâm hai câu Hải Tâm, trong lòng hơi khó chịu, từ bao giờ mà gã đã quen với Hải Tâm như vậy? Thường Hải Tâm đứng bên cạnh nghe vậy cũng thấy rất nản, người như Cố Minh Kiến thật là có phần đáng ghét, tâm lý của phụ nữ rất kỳ lạ. Thật ra Cố Minh Kiến dù là phong độ hay là bề ngoài đều là một thanh niên anh tuấn, lại có bối cảnh ưu việt, nhưng Thường Hải Tâm lại không thích gã ta, nguyên nhân là vì cô luôn đem gã so sánh với Trương Dương một cách không chủ định, vừa so sánh đã cảm thấy khác biệt, cái phong độ của Cố Minh Kiến là do giả vờ cố làm mà ra, nên giả tạo, còn người như Trương Dương mặc dù thái độ xuồng xã, nhưng hắn không hề giả tạo. Nghe Cố Minh Kiến gọi mình bằng cái tên Hải Tâm rất thân mật, Thường Hải Tâm cảm thấy hơi rợn da gà. Cô cáo từ, hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài làm việc. Trương Dương lúc này mới ý thức được hắn và Cố Minh Kiến đang ở trong trung tâm thông tin. Hắn cười nói, chúng ta đã giành đất người khác rồi, Minh Kiến, đến phòng làm việc của tôi ngồi chơi. Cố Minh Kiến gật đầu, rồi lại cười nói với Thường Hải Tâm, tối nay không có việc gì khác đúng không, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Thường Hải Tâm từ chối một cách thẳng thừng, xin lỗi, tối nay tôi phải đi Lam Sơn với anh trai rồi. Cố Minh Kiến nghe cô ấy nói vậy, cảm thấy hơi thất vọng, vậy à? Trương Dương hiểu tính cách của Cố Minh Kiến, biết rằng tên này rất chắc mẩm trong chuyện tình cảm, Trương Dương đương nhiên không muốn Cố Minh Kiến theo đuổi Thường Hải Tâm, thấy Thường Hải Tâm từ chối gã, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Về đến phòng làm việc của Trương Dương, Cố Minh Kiến nói, hình như Hải Tâm rất đề phòng tôi, cô ấy có phải tưởng tôi là dê già không? Trương Dương nói, cô ấy nghĩ thế nào tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy anh là một con dê già. Cố Minh Kiến cười, gã vốn muốn trêu Trương Dương vài câu, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong, giữa gã và Trương Dương không thích hợp đùa như vậy, nói cho chính xác là, Trương Dương thì có thể nói, nhưng gã thì lại không. Trương Dương nói, tối nay tôi mời anh ăn cơm, để đón anh đến đây. Cố Minh Kiến nói, không cần cậu phí tiền đâu, tôi đến thể ủy là để mời cậu đó, anh họ tôi đã sắp xếp xong cả rồi, chúng ta đến Yến Quy Lai. Trương Dương ngay lập tức hiểu được mục đích lần này Cố Minh Kiến đến đây là gì, gã đến là để làm thuyết khách cho Trương Đức Phóng. Trương Dương bình tĩnh cầm cốc trà lên, nhấm một ngụm rồi nói, Minh Kiến, anh đến Nam Tích thì nên để tôi mời đúng hơn. Cố Minh Kiến cười nói, ai mời mà chẳng giống nhau, điều quan trọng là mọi người có thể gặp gỡ trò chuyện cùng nhau. Trương Dương nói, cục trưởng Trương mời anh đến đây sao? Cố Minh Kiến cười hà hà nói, ở Nam Tích này tôi cũng chỉ có mấy người bạn là các anh. Mặc dù bữa cơm này là anh ấy mời, nhưng lại do tôi gọi người. Trương Dương thấy gã không muốn nói sự thật, cũng không miễn cưỡng nữa, mỉm cười nói, vậy được, tôi đi. Cố Minh Kiến lại nói, mời Hải Tâm đi cùng đi. Trương Dương nói, vừa nãy cô ấy chẳng phải nói rồi sao? Người ta phải về Lam Sơn, tôi không mời được đâu. Cố Minh Kiến lại nói, vậy thì mời Khư Phụng Tiên đi cùng đi, tôi muốn đặt một bộ trang sức ở chỗ cô ấy. Trương Dương biết rằng tất cả những điều Cố Minh Kiến nói đều là lý do cả, bữa cơm ngày hôm nay nhất định là do Trương Đức Phóng đã sắp xếp từ trước, thậm chí lần này Cố Minh Kiến đến Nam Tích, cũng là do Trương Đức Phóng mời đến, từng bước khép vòng của Trương Dương đã làm cho Trương Đức Phóng bị kéo vào trong cảnh khó khăn, gã muốn gỡ bỏ hoàn cảnh khó khăn trước mắt, vì thế chủ động giơ tay hàng với Trương Dương, giờ đây quan hệ giữa gã và Trương Dương đã không còn có thể phục hồi lại được nữa rồi. Trương Đức Phóng cũng hiểu rằng, gã chưa chắc đã có thể thuyết phục Trương Dương ngừng tay, vì thế gã gọi em họ là Cố Minh Kiến đến, với quan hệ giữa Cố Minh Kiến và Trương Dương có lẽ sẽ nể mặt gã. Trên thực tế, Trương Dương nhất định phải nể mặt Cố Minh Kiến, không chỉ vì tình bạn giữa họ, mà còn là vì Cố Giai Đồng nữa, Cố Minh Kiến còn là chú của hắn nữa kia. Buổi tối hôm đó Trương Dương đã hẹn Khư Phụng Tiên, đích thân lái xe đến khách sạn Quân Duyên để đón Khư Phụng Tiên, Khư Phụng Tiên vừa lên xe đã cười nói, thế nào? Dự định kết thúc màn kịch này rồi à? Trương Dương mỉm cười nói, cô nghĩ là tôi đang diễn kịch à? Khư Phụng Tiên mở gương trang điểm ra nhìn gương mặt mình, nhẹ nhàng nói, Trương Đức Phóng chủ động mời anh, điều đó có nghĩa là anh ta đã chịu cúi đầu rồi. Trương Dương nói, chủ yếu là anh ta muốn mời cô. Khư Phụng Tiên nói, mời tôi làm gì? Chỉ cần anh không tức nữa, anh không truy cứu nữa, thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Trương Dương cười nói vậy là cô đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi.
Khư Phụng Tiên nói, anh là đàn ông mà, chẳng lẽ anh định đẩy trách nhiệm cho tôi? Trương Dương cười ha ha. Trương Dương và Khư Phụng Tiên đến trước Yến Quy Lai, phát hiện ra Trương Đức Phóng đã đợi ở đó rồi, đón với vẻ mặt vui hớn hở, giơ tay ra với Khư Phụng Tiên, Khư tiểu thư có thể đến đây, Trương Mẫu vô cùng vinh hạnh. Trương Dương cười nói, Khư tiểu thư thấy có bữa cơm miễn phí nhất định sẽ đến. Khư Phụng Tiên cười nói, tôi thèm ăn thế cơ à. Trương Đức Phóng cười nói, Trương lão đệ lúc nào cũng hài hước vậy, mau mời vào, hôm nay đều là bạn của nhau cả, mọi người ở cùng nhau, uống chút rượu, giao lưu tình cảm. Cố Minh Kiến đã đến từ trước rồi, trợ lý xinh đẹp của gã là Liễu Diên cũng ở đó, tiểu tử này cũng là loại trăng hoa, nếu như tối nay Thường Hải Tâm có thể đến được, gã nhất định sẽ không dẫn Liễu Diên đến. Bà chủ của Yến Quy Lai là Trung Hải Yến cũng ở đó, đương nhiên là để ngồi cùng Trương Đức Phóng. Trương Dương cười nói, không ngờ, tối nay đều là đôi cặp cả. Một câu nói làm cho Liễu Thân mặt đỏ bừng, vị trợ lý này ra mặt mỏng, Trung Hải Yến cười nói, chủ nhiệm Trương, đừng ghép đôi bữa chứ, tôi đến là để cho đông thôi. Khư Phụng Tiên nói, Trương Dương, hai chúng ta cũng là lâm thời đi cùng nhau, không phải là đôi cặp gì. Trương Đại Quan cười nói, trên phim rất nhiều người diễn yêu nhau, trong cuộc sống cũng không nhất định phải yêu nhau lấy nhau, diễn kịch một chút, chúng ta hôm nay tạm thời sẽ đóng vai đôi cặp. Cố Minh Kiến cười ha ha nói, Trương Dương, tôi thật sự phục cậu rồi đấy. Trương Đức Phóng cứ cảm thấy câu diễn kịch của Trương Dương là có nhằm vào ai đó, có điều gã cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, giờ đây người ta chiếm thế chủ động, nói mấy câu khích bác, mình cũng phải nghe. Sau khi mấy cốc rượu xuống ruột, cuộc nói chuyện tự nhiên chuyển chủ đề, Trương Đức Phóng cầm cốc rượu lên nói với Khư Phụng Tiên, Khư tiểu thư, tối nay bạn bè chúng ta gặp gỡ là điều thứ nhất, tôi còn có một mục đích nữa, đó chính là sau khi gặp được Khư tiểu thư, đích thân nói lời xin lỗi với cô, một số đồng chí trong cục của chúng tôi lần trước đã không xử lý tốt vấn đề, ảnh hưởng đến danh dự của Khư tiểu thư, gây nên ảnh hưởng cho cuộc sống của cô, mượn cơ hội này, tôi phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến cô. Khư Phụng Tiên nói, Trương cục thật là quá khách sáo rồi. Người đến kiểm tra tôi không phải là anh không cần xin lỗi. Trương Đức Phóng ngớ người, câu này của Khư Phụng Tiên có ý gì? Gã là cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích, đương nhiên có thể đại diện cho hệ thống công an để xin lỗi cô ta. Khư Phụng Tiên nói như vậy rõ ràng là không chấp nhận lời xin lỗi của gã, chẳng lẽ cô ta định truy cứu chuyện này đến cùng sao? Trương Đức Phóng cười nói, tôi biết rằng Khư tiểu thư rất rộng lượng, không chấp nhận chuyện nhỏ này. Trương Đức Phóng muốn nói câu này để ép Khư Phụng Tiên vào đó, để cô ấy ngại thể diện mà không truy cứu nữa. Nhưng Trương Đức Phóng đã quên một việc, Khư Phụng Tiên không phải là nhân vật bình thường, xuất thân của cô ấy là gia đình giàu có ở Đài Loan, về sau lại một mình đến Đại Lục lập nghiệp, đã lăn lội trên trường làm ăn rất lâu, hiểu rõ về xã hội này hơn rất nhiều so với những cô gái đồng trang lứa. Cô mỉm cười nói, Trương Cục, anh có muốn làm tội phạm giết người không? Trương Đức Phóng ngớ người, nói một cách không hiểu, tội phạm giết người. Khư Phụng Tiên nói, nâng tôi lên cao như vậy, nhỡ đâu tôi ngã xuống, chẳng phải mất mạng rồi sao, anh không muốn làm tội phạm giết người thì là gì? Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Trung Hải Yến cười vui vẻ nhất, cô cười khanh khách nói, Khư tiểu thư thật là hài hước. Khư Phụng Tiên nói, hài hước hay không hoàn toàn là do người khác hiểu mà thôi, có một vài việc cô nói rất thật lòng, nhưng lại cứ có người coi là chuyện đùa. Nhưng có một số lúc, cô muốn nói đùa, mà chẳng có ai cười cả, nếu như gặp phải tình huống như vậy thì thật là khó xử. Trương Dương cười hì hì nhìn Khư Phụng Tiên, phát hiện rằng, Khư Phụng Tiên xử lý việc này rất tốt, Trương Đức Phóng muốn đẩy cô vào trong, đáng tiếc Khư Phụng Tiên rất linh hoạt, trước mặt cô ấy, Trương Đức Phóng không thể nào giành được điều gì cả. Khư Phụng Tiên nhìn thời gian, đứng dậy nói, tôi còn có việc, không làm phiền mọi người nói chuyện nữa. Vừa ngồi xuống mà đã cáo từ. Đồng nghĩa với việc làm khó Trương Đức Phóng, vẻ mặt Trương Đức Phóng hết sức khó tả, giữ cô ấy lại cũng không được, mà không giữ cũng chẳng xong, tối nay gã đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn thấp hơn so với sự lợi hại của Khư Phụng Tiên, Khư Phụng Tiên rất cao ngạo, không hề để mắt đến Trương Đức Phóng. Trung Hải Yến đương nhiên phải bảo vệ Trương Đức Phóng, cô nhẹ nhàng nói, Khư tiểu thư, vừa ngồi được một lúc, sao đã đi rồi? Khư Phụng Tiên cười nói, trước khi tôi đến tôi đã nói với Trương Dương rồi. Trương cục mời tôi đến, tôi sẽ không làm anh ấy cảm thấy tôi không nể mặt anh ấy. Tôi đã đến đây, và ba chén rượu đầu tôi cũng đã uống. Tôi thật sự có chút việc, tối nay tôi phải nói chuyện làm ăn. Nếu như mọi người không tin, thì Trương cục, anh phái hai người cảnh sát nữa đi theo tôi xem.
Câu này rõ ràng là đã tát một cái rất đau vào mặt Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng rất giận, ít nhất thì gã cũng là cục trưởng cục thành phố Nam Thích, Khư Phụng Tiên không hề nể mặt gã trước mặt nhiều người thế này, lúc đầu đi kiểm tra phòng của cô ta đâu phải là ý của gã, cô ta dựa vào đâu mà nổi khùng với gã cơ chứ. Nhưng tối nay gã đã sắp xếp bữa tiệc rượu này, chủ động cầu hòa, thì phải cúi đầu với người ta, nhưng Khư Phụng Tiên không hề chấp nhận. Thái độ của Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra vậy, giống như sự việc của Khư Phụng Tiên không có chút quan hệ nào với hắn. Tên này càng bình tĩnh, thì Trương Đức Phóng càng tức giận, cho rằng Khư Phụng Tiên làm như vậy, toàn bộ đều là do hắn sắp đặt. Thật ra Trương Đức Phóng đã đổ oan cho Trương Dương không hề bảo Khư Phụng Tiên làm như vậy. Chỉ có điều là Khư Phụng Tiên hiểu rằng Trương Dương muốn mượn cớ này để làm việc khác, nên thuận nước đẩy thuyền, giúp Trương Dương đốt lửa to hơn nữa. Điều này cũng có nghĩa là Khư Phụng Tiên cảm thấy rất khó chịu vì lần kiểm tra phòng này. Chương 614, lòng người khó đoán. Sau khi Khư Phụng Tiên đi rồi, Trương Đức Phóng tự cười rồi nói, Khư tiểu thư đã có việc bận, thì chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu thôi. Cố Minh Kiến mỉm cười nói, nghĩ đi nghĩ lại thật là nhanh, anh họ, lúc đầu khi chúng ta mới quen Trương Dương, anh còn là phó cục trưởng cục công an huyện Bảo Hòa kia. Trương Đức Phóng cười nói, đúng thế, hôm đó hai người ăn cơm ở Hồ Thanh Bình, cậu và một đám lái xe đã xung đột với nhau, may mà Trương Dương đứng ra thấy chuyện bất bình chẳng tha giúp đỡ chúng ta. Trương Dương cũng cười, đã hơn 3 năm trôi qua rồi, thời gian này xảy ra không ít việc, quan hệ của họ từ xa lạ đến gần gũi, rồi lại từ gần gũi đến xa lạ, sự thay đổi địa vị dẫn đến việc quan hệ của họ không ngừng thay đổi. Nếu như mục tiêu của con người không giống nhau, thì khó mà đi cùng nhau được. Cổ nhân đã nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, xã hội hiện đại bây giờ cũng chú trọng đến mục tiêu, chỉ có mục tiêu giống nhau mới có thể giữ quan hệ vĩnh hằng được. Sự phân kỳ giữa Trương Dương và Trương Đức Phóng đã được sắp đặt từ trước, hơn nữa càng đi càng xa. Cao Minh Kiến cầm cốc rượu lên nói, giờ đây tôi rất tin tưởng duyên số, chúng ta có thể ngồi uống rượu với nhau ở đây là một loại duyên số, con người sống khó khăn biết mấy, khó lắm mới có thể quen được nhau, đó chính là duyên số. Quen nhau rồi trở thành bạn của hau, đó chính là càng có duyên hơn, và càng phải trân trọng duyên số đó. Trương Dương nghe được ý nói đỡ cho Trương Đức Phóng trong lời nói này của Cố Minh Kiến, Trương Dương cười nói, Liễu Diên, những lời này của Minh Kiến là để nói cho cô nghe đó. Câu nói này làm cho Liễu Diên đỏ hết mặt, trong lòng nói, Trương Dương thật là nói chẳng thích đức gì hết, trước mặt nhiều người như thế này mà lại nói toạc móng heo quan hệ giữa cô và Cố Minh Kiến. Trương Đức Phóng rất tinh danh. Gã không cho rằng Trương Dương ăn nói hàm hồ, mà Trương Dương mượn lời vừa rồi của Cố Minh Kiến, rõ ràng là đang nói rằng hắn không đồng tính với ý đó của Cố Minh Kiến, và hắn không trân trọng loại duyên số này. Trương Đức Phóng luôn cho rằng mình không làm chuyện gì đắc tội với Trương Dương, lúc đầu, Trương Dương nhường công của Đường Hưng Sinh cho gã, điều này làm cho gã có thể leo lên cái chức cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích, nhưng Trương Đức Phóng luôn ghi nhớ chuyện này, Trương Dương đến Nam Tích, gã cũng đến tiếp đón, Trương Dương nhắm vào Hải Thiên. Đá đoạn kim long ra khỏi Hải Thiên, cắt mất tài lộ của gã, về chuyện của con gái cung Kỳ Vĩ, Trương Dương thật sự làm hơi quá đáng, điều tra ra nơi ở của cung Nhã Hinh cũng không báo cho gã một câu. Làm cho hành động của gã tụt hậu, trở thành trò cười cho cả Nam Tích, giờ đây khắp nơi đang lưu truyền những lời nói như là bắt tội phạm thà tìm đến thể ủy chứ không tìm công an. Cố Minh Kiến ra hiệu cho Liễu Diên hiểu ý của gã, ngay lập tức đứng dậy đi ra nhà vệ sinh, Trung Hải Yến cũng đứng dậy đi theo Liễu Diên. Trong phòng chỉ còn lại Trương Dương, Trương Đức Phóng và Cố Minh Kiến, Trương Đức Phóng cầm cốc rượu lên nói, Trương Dương à, ở đây không có người ngoài, có một số việc không cần phải giấu giếm nữa rồi, xảy ra chuyện ở Quân Duyên thật sự tôi không hề biết sự tình, nếu như tôi biết từ trước, thì việc này nhất định sẽ không xảy ra. Trương Dương nói, Trương Cục à, mọi chuyện đã xong, không cần thiết phải giải thích thêm gì nữa, giờ đây điều chúng ta phải suy nghĩ đó là làm thế nào để giải quyết được vấn đề này. Cố Minh Kiến chen vào nói, tôi rất thích tính tình thẳng thắn của cậu, có gì nói nấy mới phải chứ. Trương Đức Phóng nói, tôi thừa nhận rằng phân cục Hà Tây có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, nhưng điều này không có liên quan gì đến cả cục công an Nam Thích của chúng tôi. Tôi đã xin lỗi tư lệnh Lưu và giải thích rõ tình hình rồi, thành phố cũng gây cho chúng tôi áp lực rất lớn, bắt tôi phải điều tra ra người chịu trách nhiệm trong việc này. Gã dừng lại một lúc, rồi nói thấp giọng, tôi sẽ xử lý nghiêm khắc những người có trách nhiệm liên quan. Đây là điều kiện để trao đổi, Trương Đức Phóng quyết định hy sinh một vài người để đổi lấy bình an cho chính bản thân mình, nhưng gã cần phải xem rốt cuộc Trương Dương có thái độ gì, nếu như Trương Dương có nhượng bộ,
thì việc này có thể chỉ dừng lại ở đồn cảnh sát Hương Hà, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến phân cục Hà Tây. Đây là điều Trương Đức Phóng nghĩ rằng lý tưởng nhất, cần phải hạn chế ảnh hưởng của sự việc đến phân cục Hà Tây thôi, không thể để nó tiếp tục lớn lên nữa. Trương Dương nói, Trương Cục, anh đã điều tra ra ai mới là người chịu trách nhiệm trong chuyện này rồi. Trương Đức Phóng nói, cảnh sát ở đồn cảnh sát Hương Hà và người phụ trách, tôi nhất định không bỏ qua. Thái độ của gã rất kiên quyết, rất chính nghĩa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng đó chỉ là bày trò mà thôi. Trương Dương nói, Trương Cục, người đứng sau việc này là ai? Tôi nghĩ rằng tôi không cần thiết phải nói lại lần nữa. Trương Đức Phóng đương nhiên hiểu rằng người Trương Dương ám chỉ là Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Doãn Thanh, quan hệ giữa Trương Đức Phóng và Mạnh Doãn Thanh từ trước đến giờ đều rất tốt, từ khi gã đảm nhận công việc Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Thích đến nay, bên dưới rất nhiều người có tuổi lời ra tiếng vào vì sự thuận lợi lên chức của gã, chính là Mạnh Doãn Thanh trong lúc quan trọng nhất đã lên tiếng ủng hộ gã. Hơn nữa, Trương Đức Phóng có rất nhiều việc làm thông qua Mạnh Doãn Thanh, hai người phối hợp khá ăn ý. Nếu như hạ thủ với Mạnh Doãn Thanh, thì nói về lý hay về tình cũng đều thật quá đáng. Trương Đức Phóng nói, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phòng Tâm Vĩ. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất Trương Đức Phóng có thể đưa ra rồi. Để làm bình ổn chuyện này, gã thà đẩy phòng Tâm Vĩ ra, Mạnh Doãn Thanh không thể nào dễ dàng đẩy ra được. Trong hệ thống công an, gần như tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa gã và Mạnh Doãn Thanh. Nếu như đá cả Mạnh Doãn Thanh ra ngoài, thì công việc sau này của gã làm sao có thể triển khai tiếp được. Trương Dương nói, Mạnh Doãn Thanh và phòng Tâm Vĩ đứng ra chịu trách nhiệm, cơn sóng gió này sẽ qua đi. Trương Đức Phóng thay đổi nét mặt, gã cố gắng nhẫn nhịn nỗi tức giận trong lòng nói, chủ nhiệm Trương, sự việc của Quân Duyên không hề có bất cứ chứng cứ nào liên quan đến Mạnh Doãn Thanh, một việc nhỏ như vậy mà muốn một vị phó cục trưởng hạ đài, thật là không thể tưởng tượng được. Trương Dương mỉm cười nói, Trương Cục, tôi luôn cho rằng làm người phải dám làm dám chịu, đã dám làm chuyện này, thì phải có dũng khí đứng ra chịu trách nhiệm. Cơ thịt ở góc môi Trương Đức Phóng động đậy một chút, tôi là Cục trưởng Công an, có lẽ người đáng đứng ra lãnh trách nhiệm nhất là tôi. Cuối cùng gã đã không kìm nén được cơn giận trong lòng. Trương Dương nói, tôi tin rằng anh coi tôi là bạn. Trương Đức Phóng nói, cậu còn nhớ được chúng ta là bạn kia đấy. Cố Minh Kiến thấy tình thế bắt đầu căng thẳng, vội vàng ngắt lời, này, ba huynh đệ chúng ta uống một ly đi, để chúc cho tình bạn chúng ta mãi bền lâu. Trương Đức Phóng nhìn Trương Dương nói, đừng coi mình trở thành hiện thân của chính nghĩa, mặc dù chúng ta đều là cán bộ nhà nước, nhưng phân công không giống nhau, người phụ trách bảo vệ chính nghĩa là chúng tôi, là cảnh sát nhân dân. Trương Dương nói, lòng người không giống nhau, thì cũng có những cách hiểu không như nhau về chính nghĩa. Nếu như cảnh sát có những lúc lợi dụng thủ đoạn để làm những việc không nên làm, thì họ không xứng được gọi là cảnh sát nhân dân, họ không xứng đáng để đeo chiếc quốc huy lên ngực. Trương Đức Phóng cười ha ha nói, cảm ơn cậu đã lên lớp cho tôi làm cảnh sát nhiều năm thế này, mà còn không hiểu ý nghĩa của hai từ này bằng chủ nhiệm Trương. Trương Dương mỉm cười nói, tôi là giả bộ hiểu mà thôi, nhưng rất nhiều người rõ ràng là hiểu rồi, mà lại giả bộ là không hiểu. Trương Đức Phóng cầm cốc rượu lên rồi lại chậm chậm đặt xuống, gã thấp giọng nói, tôi mệt rồi. Trương Dương nói, tôi cũng mệt rồi. Cố Minh Kiến nhìn hai người, gã không hiểu, mâu thuẫn giữa hai người họ tại sao lại biết thành như thế này, Trương Đức Phóng đã đưa ra sự nhượng bộ rất lớn rồi, Trương Dương tại sao vẫn ép người như vậy? Tại sao không cho người ta đường lùi cơ chứ? Nhưng Cố Minh Kiến không khuyên họ nữa, gã biết rằng, mình nói gì cũng vô dụng. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Thành công đưa Trương Dương và Trương Đức Phóng ngồi lại với nhau, đáng tiếc rằng hai người họ không nói được. Cố Minh Kiến đưa Trương Dương đến bãi đỗ xe, đến trước xe, Trương Dương cười vỗ vỗ vai gã nói, cảm ơn anh. Cố Minh Kiến hỏi lại, cảm ơn tôi cái gì? Trương Dương nói, cảm ơn tấm lòng khổ công của anh. Cố Minh Kiến nói, Trương Dương, anh họ tôi cũng rất khó xử. Trương Dương tin rằng Cố Minh Kiến không biết những hành động giờ đây của Trương Đức Phóng. Hắn mỉm cười nói, tôi không phải nhắm vào anh ta, Mạnh Doãn Thanh lần này đã động đến điểm cuối cùng của tôi. Cố Minh Kiến thở dài nói, người đắc tội cậu chẳng có kết cục tốt đẹp. Trương Dương cười ha ha nói, anh nói như vậy, làm tôi cảm thấy tôi như một kẻ tiểu nhân nhất định phải báo thù vậy. Cố Minh Kiến nói, tôi không có ý đó, có điều người ta thường nói, phải có tấm lòng khoan dung, đẩy người ta vào con đường cùng không phải là việc tốt. Trương Dương nói, cách nói này của anh có lẽ thích hợp trên thương trường, nhưng trên chính trị thì không dùng được đâu. Cố Minh Kiến nói, chính trị thì nhất định phải giết sạch sao? Trương Dương không nói gì,
ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, rất trầm lặng. Một lúc lâu sau mới biết, câu này có lẽ anh nên đi hỏi bí thư Cố. Trương Đức Phóng tối hôm đó đã đến thăm Mạnh Doãn Thanh đang nằm dưỡng thương ở nhà, điều làm gã không ngờ đến là, cục trưởng phân cục Hà Tây phòng Tâm Vĩ cũng ở nhà Mạnh Doãn Thanh, mặt Mạnh Doãn Thanh vẫn chưa hết sưng, cảm giác vừa ngứa vừa đau rất khó chịu, Mạnh Doãn Thanh còn không thể ngủ ngon được. Phòng Tâm Vĩ thăm bệnh là giả, muốn thám thính Mạnh Doãn Thanh là thật, giờ đây vì chuyện của Quân Duyên, đã gây nổi sóng nổi gió ở thành phố, phân khu quân đội thì hỏi trách nhiệm, thành phố cũng hỏi trách nhiệm. Ngay cả phòng sự vụ Đài Loan cũng đã truy cứu trách nhiệm, phòng Tâm Vĩ đã loạn tùng bèo lên rồi. Về việc này, gã luôn cho rằng mình là một người bị hại, nếu chẳng phải vì Mạnh Doãn Thanh, nếu như tối hôm đó gã làm ngơ không biết gì, thì chẳng xảy ra chuyện thế này. Khi Trương Đức Phóng đến, phòng Tâm Vĩ vẫn chưa ngồi được bao lâu, vừa hàn huyên với Mạnh Doãn Thanh vài câu, còn chưa kịp đi vào chủ đề chính. Thấy Trương Đức Phóng đến, phòng Tâm Vĩ vội vàng đứng dậy, chào Trương Cục cũng đến rồi à. Trương Đức Phóng gật đầu, thấp giọng nói, anh cũng ở đây à? Phòng Tâm Vĩ ừng một tiếng, thấy Trương Đức Phóng ngồi xuống rồi, gã mới ngồi sang một bên. Mạnh Doãn Thanh đeo kính râm, mặt vẫn to hơn nhiều so với bình thường, gã thấp giọng nói, Trương Cục, sao muộn thế này mà anh vẫn còn đến đây? Trương Đức Phóng nói, giống đồng chí Tâm Vĩ thôi, đến đây để thăm anh. Mạnh Doãn Thanh thở dài nói, thật là họa từ trên trời rơi xuống, lần này đúng là bị hắn ta hại thảm hại rồi. Hắn ta trong miệng của Mạnh Doãn Thanh chính là Trương Dương. Trương Đức Phóng nói, tai bay vạ gió, chẳng ai đoán được trước cả, ai mà nghĩ được rằng đám ong đó lại để mắt đến anh chứ. Trương Đức Phóng không hề đổ hết tội lên đầu Trương Dương. Mạnh Doãn Thanh nói, tôi đã làm cảnh sát nửa già đời người rồi, chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như vậy, đám ong đó chích tôi như điên vậy, tôi lại không chọc vào tổ ong, lúc đó có nhiều người đi làm như vậy, tại sao lại chỉ có mình tôi đen đủi thế chứ? Phòng Tâm Vĩ ngồi nghe ở một bên, trong lòng thầm nói, bị ong chích vẫn còn là nhẹ đấy, Trương Dương còn độc địa hơn cả ong nhiều, anh dây vào hắn, hậu quả nhất định sẽ nặng hơn cả bị ong chích. Trương Đức Phóng nói, lão Mạnh, sự việc đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, ở nhà dưỡng thương cho tử tế đi, cố gắng bình phục sớm. Mạnh Doãn Thanh nói, tôi càng nghĩ càng thấy lại, trước khi ong bay đến chích tôi chỉ nói mấy câu với Trương Dương, hắn còn vỗ vỗ vai tôi. Nhưng sau đó không động đến tôi nữa, tôi nghi ngờ rằng hắn đã giở trò với tôi vào lúc đó. Trương Đức Phóng giở khóc giở cười, lão Mạnh à, ai mà có cái khả năng điều khiển được cả ong cơ chứ? Mạnh Doãn Thanh nói, dù sao thì tiểu tử này rất tà ác, lần này tôi đã bị hắn ta hại rồi. Gã nhận định rằng gã rơi vào bộ dạng thế này, tất cả là do Trương Dương gây ra. Phòng Tâm Vĩ nói, tôi cũng nghe hắn ta nói rằng phải đến tính sổ với Mạnh Cục. Trương Đức Phóng nói, dù là các anh đoán đúng, nhưng chứng cứ ở đâu? Không có chứng cứ các anh dựa vào đâu mà nói vậy? Chúng ta là cảnh sát, chúng ta có thể thận trọng hơn chút nữa với những việc không có chứng cứ không? Phòng Tâm Vĩ và Mạnh Doãn Thanh đều không nói gì nữa. Mạnh Doãn Thanh nói, Trương Cục, tôi nghe nói rằng hắn ta đã đưa chuyện này đến cả phòng sự vụ Đài Loan rồi. Trương Đức Phóng nói, sự việc này rốt cuộc xảy ra thế nào? Tại sao lại xảy ra? Tôi không muốn hỏi nữa, tôi cũng không muốn nghe lý do, có một câu tôi phải nhắc nhở các anh, lãnh đạo thành phố rất bực mình về chuyện này, tư lệnh Lưu ở phân khu nhất định bảo chúng ta phải có một sự giải quyết hợp lý. Phòng sự vụ Đài Loan cũng bảo chúng ta phải giải thích, sự việc ngày càng lớn rồi. Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ đều là những công an lâu năm, từ lời này của Trương Đức Phóng có thể hiểu rằng, lần này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, nói một cách khác là phải có người đứng ra để chịu oan thay cho tất cả. Phòng Tâm Vĩ nói, tôi đã giải thích với hắn ta bao nhiêu lần rồi, chỉ là một việc hiểu lầm thôi, vị chủ nhiệm Trương này thật sự là một người mưu mô quá, hắn cho rằng đằng sau sự việc này nhất định phải có người làm chủ, hắn cho rằng chúng ta đang ngầm ám hại hắn, hệ thống công an của chúng ta cần phải làm như vậy sao? Trương Đức Phóng nói, tôi cũng tin là hiểu lầm, nhưng thành phố không tin, phòng sự vụ Đài Loan cũng đâu có tin. Phòng Tâm Vĩ nói, cảnh sát chỉ là kiểm tra phòng theo lẽ thường thôi. Và cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của họ, nếu như chúng ta còn chẳng còn chút quyền lực này, thì còn làm cảnh sát làm gì chứ? Một cán bộ nhà nước như anh ta mà không có chút tinh thần tập thể nào hết, người nhà đóng cửa bảo nhau mà cũng không hiểu, xấu che tốt khoe, một sự việc nhỏ như vậy mà anh ta phải đưa lên thanh thế, làm cho tất cả mọi người đều biết, rốt cuộc anh ta có ý gì. Phòng Tâm Vĩ kích động như vậy hoàn toàn là điều có thể hiểu được,
gã đang bị oan, sự việc này thật sự là quá oan ức, gã đã dự liệu rồi, gã là người có khả năng lớn nhất bị vứt bỏ, sự việc ngày càng lớn, thì áp lực mà hệ thống công an phải chịu cũng ngày càng lớn, gã tin rằng Mạnh Doãn Thanh và Trương Đức Phóng đứng về phía gã, nhưng sự việc đến lúc cuối cùng, chẳng ai chủ động đứng ra chịu trách nhiệm cả, Phòng Tâm Vĩ không trách họ, gã cũng không muốn nhận trách nhiệm, theo suy nghĩ lúc đầu của gã. Muốn đẩy những người cảnh sát ở đồn Hương Hà ra, nhưng sự việc đã lan đến cả phòng sự vụ Đài Loan, không thể nào chỉ xử lý hai người cảnh sát cấp thấp mà xong chuyện được. Là một người chiến sĩ công an nhận trách nhiệm lãnh đạo lâu năm, Phòng Tâm Vĩ không những biết cảnh giác, mà cũng có sự nhạy bén chính trị nhất định, gã biết rằng mình đã gặp đen đủi, bị Trương Dương nhắm vào. Phòng Tâm Vĩ đến thăm Mạnh Doãn Thanh hôm nay, cũng không phải là để thăm bệnh tình của gã, mà gã muốn xác nhận một việc, Mạnh Doãn Thanh liệu có dũng khí đứng ra nhận trách nhiệm hay không, chưa kịp nói vào vấn đề chính, Trương Đức Phóng đã đến rồi, hơn nữa vừa đến đã nhắc tới vấn đề trách nhiệm. Mạnh Doãn Thanh nói, Trương Cục, Trương Dương hắn tưởng hệ thống công an của chúng ta là bù nhìn à. Lần trước trong vụ con gái của thị trưởng cung, hắn đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta rồi, lần này lại lợi dụng chuyện còn con này để gây chuyện. Trương Cục, chúng ta không thể nào nuốt nổi cục tức này. Trương Đức Phóng nói, Lão Mạnh à, nhường một bước sóng yên bể lặng, nếu như mỗi người đều nhớ lấy câu này, không tranh chấp nhau, thì sự việc cũng chẳng đến mức này đâu. Thái độ của Mạnh Doãn Thanh cực kỳ khó xử, nếu như tối hôm đó gã không quá chén, không chủ động khiêu khích Trương Dương, thì thật sự sẽ không xảy ra nhiều chuyện thế này, nhưng giờ đây nói gì thì tất cả cũng đã quá muộn, tất cả đã xảy ra rồi. Tất cả bọn họ đều yên lặng. Ánh mắt của Trương Đức Phóng nhìn qua lại giữa hai người Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ, gã đang chờ đợi, xem hai người họ có đủ dũng khí để đứng ra gánh vác chuyện này hay không. Mạnh Doãn Thanh nói, giờ đây rốt cuộc gã muốn gì? Trương Đức Phóng nói, anh ta muốn hai người từ chức. Mạnh Doãn Thanh tin rằng gã không nghe nhầm, Trương Đức Phóng nói rằng hai người, chứ không phải là anh hoặc là anh ấy. Trương Dương đã thật sự hận cả gã và Phòng Tâm Vĩ rồi. Mạnh Doãn Thanh nói, hắn ta là chủ nhiệm thể ủy, sự việc của hệ thống công an chúng ta sao lại đến lượt hắn xen vào chứ? Trương Đức Phóng nói, giờ đây quân phân khu và phòng sự vụ Đài Loan đều để ý đến chuyện này rồi, thái độ của thành phố cũng rất rõ ràng, nhất định phải làm rõ trách nhiệm của chuyện này thuộc về ai. Mạnh Doãn Thanh nói, trách nhiệm gì chứ? Chẳng lẽ cảnh sát chúng ta nhận được người báo án, mà lại không có cả trách nhiệm đi điều tra sao? Ngoài miệng thì gã nói hùng hồn. Nhưng thật ra trong lòng đang sợ hãi, gã sợ phải gánh chịu trách nhiệm, hết nửa đời người mới lên được vị trí giờ đây, chỉ vì một lần quá chén mà phải trả giá đắt đến như thế này, gã không cam tâm tình nguyện. Trương Đức Phóng biết rằng Mạnh Doãn Thanh không đủ dũng cảm, gây ra chuyện mà lại không dám đứng lên chịu trách nhiệm. Phòng Tâm Vĩ rất thất vọng, có điều gã nhìn vấn đề rõ ràng hơn Mạnh Doãn Thanh, gã ý thức được sự việc lần này không thể nào tránh được nữa, nếu đợi nó xử lý đến mình. Thì chẳng bằng mình chủ động nhận trách nhiệm. Phòng Tâm Vĩ nói, Trương Cục, Mạnh Cục, việc này xảy ra trong phạm vi khu của tôi, nếu nói đến trách nhiệm, thì tôi nên đứng ra chịu, tôi chính thức đề nghị từ chức Cục trưởng Phân Cục Hà Tây, hy vọng các vị lãnh đạo có thể phê chuẩn, cùng với đó, tôi thật sự xin lỗi vì những ảnh hưởng không tốt mà mình đã gây ra cho hệ thống công an. Thái độ của Phòng Tâm Vĩ rất thành khẩn, thật ra gã đang ngán ngẩm không biết làm thế nào, đằng nào cũng phải gánh chịu trách nhiệm, chẳng bằng chủ động một chút. Không để người khác coi thường mình. Trương Đức Phóng nhìn Phòng Tâm Vĩ rất khâm phục, Phòng Tâm Vĩ có thể chủ động đứng ra, có thể chứng minh rằng gã là người có dũng khí, nhìn lại Mạnh Doãn Thanh, gã thậm chí còn không đủ dũng khí để đứng ra nữa, dũng khí chỉ trích Trương Dương càng lớn càng chứng minh rằng trong lòng gã đang sợ hãi tột độ. Trương Đức Phóng nhìn gương mặt đã chẳng ra dáng hình thù của Mạnh Doãn Thanh, đột nhiên nghĩ lại câu trần truồng mà đấu ong mật, giờ đây câu này thể hiện rất rõ trên người Mạnh Doãn Thanh. Mạnh Doãn Thanh lúc này nội tâm cực kỳ phức tạp, Phòng Tâm Vĩ đã đứng ra nhận tội làm cho gã thở phào một hơi, nhưng gã lại cảm thấy khó xử, dù sao thì gã mới là người gây ra tất cả những chuyện này, Phòng Tâm Vĩ chỉ là một người hạ thủ, nếu chẳng phải do mình yêu cầu, thì Phòng Tâm Vĩ cũng chẳng bị cuốn vào. Về điểm này, gã vô cùng cảm thấy có lỗi với Phòng Tâm Vĩ, nhưng Mạnh Doãn Thanh lại là người thiếu dũng khí đứng ra gánh chịu trách nhiệm, trong lòng gã vẫn tồn tại một ý nghĩ, thà sống quỳ còn hơn chết đứng, tình hình bất lợi. Để Phòng Tâm Vĩ đứng ra gánh chịu một chút. Ân tình này gã sẽ ghi nhớ, đợi đến khi phong ba bão táp qua rồi, gã lại trả lại toàn bộ tình người đã nhận, Mạnh Doãn Thanh nghĩ vậy, rồi nói, hay là đổi sang một bộ phận khác. Vốn gã nghĩ có ý tốt, nhưng Phòng Tâm Vĩ nghe được lại cảm thấy là vô tình, gã cho rằng Mạnh Doãn Thanh quá ích kỷ,
đến lúc này rồi, mà không nói được một câu nào tử tế. Trương Đức Phóng không nói gì, Mạnh Doãn Thanh cũng cảm thấy hơi xấu hổ, gã ho một tiếng rồi nói, hay là đừng từ chức nữa, cứ xin nghỉ ốm đi đã, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Gã cho rằng ý này của mình rất hay, ho một tiếng rồi lại nói, Tâm Vĩ làm việc nhiều năm tận tình như vậy, mà chưa được nghỉ một lần nào cho ra hồn, lần này vừa đúng có thể nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại bản thân. Mạnh Doãn Thanh nhìn thấy họ vẫn không có phản ứng gì, mặt đỏ bừng lên. Trương Đức Phóng thấp giọng nói, ý hay đấy, lão Mạnh à, tôi thấy anh cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Trương Đức Phóng nói ra câu này quyết không phải là do lấy lại công bằng cho phòng Tâm Vĩ, gã rất hiểu tính Trương Dương, lần này người gây chuyện với Trương Dương là Mạnh Doãn Thanh, nếu như Mạnh Doãn Thanh không hạ đài, thì Trương Dương nhất định không thôi, nếu so sánh, thì vấn đề của phòng Tâm Vĩ không nghiêm trọng như vậy, giờ đây gã đã chủ động từ chức, qua một thời gian nữa, chỉ cần sóng yên bể lặng rồi, mình lại có thể tìm cơ hội khôi phục lại, một người dám đứng ra chịu trách nhiệm trong lúc cần thiết là một người đáng khâm phục. Trương Đức Phóng cũng không muốn cúi đầu trước Trương Dương, nhưng gã thật sự không muốn trận phong ba này tiếp tục, trước mắt, gã vẫn chỉ là một cục trưởng thay thế cho cục công an thôi, chữ thay thế đó luôn gây áp lực trên đầu gã như một hòn đá nặng. Trương Đức Phóng nói xong câu đó rồi rời khỏi nhà Mạnh Doãn Thanh. Người rời khỏi đó cùng gã còn có phòng Tâm Vĩ, khi đến dưới nhà, phòng Tâm Vĩ thành khẩn nói một câu, Trương Cục, cảm ơn. Trương Đức Phóng thấp giọng nói, cảm ơn tôi cái gì? Tôi đâu có làm được gì cho anh đâu. Phòng Tâm Vĩ nói, cảm ơn anh đã đứng ra nói một câu công bằng. Trương Đức Phóng cười, gã không vội vàng lên xe, móc ra một hộp thuốc, lấy một điếu đưa cho phòng Tâm Vĩ, phòng Tâm Vĩ nhận điếu thuốc, rồi châm giúp gã, Trương Đức Phóng hút một hơi rồi nói, tối nay tôi đi Đông Giang. Hy vọng chuyện này còn nước để kìm lại. Phòng Tâm Vĩ nói, ngày mai khi đi làm tôi sẽ đưa đơn xin nghỉ việc. Trương Đức Phóng nói, đừng vội, đợi điện thoại của tôi. Khi Trương Đức Phóng nói chuyện với phòng Tâm Vĩ ở dưới nhà, Mạnh Doãn Thanh đứng ở cửa sổ nhìn họ, gã rất hối hận, vừa nãy biểu hiện của gã thật sự quá kém cỏi. Gã biết rằng Trương Đức Phóng chẳng phải là người tốt gì, phòng Tâm Vĩ cũng vậy, nhưng hai người như vậy mà lại coi thường nhân phẩm của gã, Mạnh Doãn Thanh cảm thấy rất não lòng. Thật ra mình nên biểu hiện dũng cảm hơn một chút. Chấm. Miếng đất sân vận động Nam Tích cuối cùng cũng đã chính thức đấu thầu. Người tham dự có công tử của bí thư Kiều Trấn Lương là Kiều Bằng Cử, đại biểu của tập đoàn Tinh Toàn Khư Phụng Tiên, chủ tịch tập đoàn Kim Sơn Header Phu Nhân, còn có hai công ty khai phá đến từ Nam Tích. Vì thành phố đã giao toàn quyền cho thể ủy Nam Tích, vì vậy lần này không có sự góp mặt của một vị lãnh đạo cấp thành phố quan trọng, Lý Trường Vũ quả thật đã giao quyền hết sức triệt để. Nơi đấu thầu cũng rất đơn giản, đó chính là phòng họp tầng 2 của tòa nhà làm việc thể ủy, ngoài Nhật báo Nam Tích và đài truyền hình Nam Tích được vào trong hiện trường, tất cả những nhà báo khác đều không được phép vào trong. Trương Dương và mấy vị phó chủ nhiệm thể ủy và cả lãnh đạo của Cục Nhà đất, Kiến ủy, Sở Công chứng cùng đến nơi đấu thầu, đầu tiên hắn gặp mặt với những đại diện đấu thầu, với những người bạn lâu năm như Kiều Bằng Cử, Khư Phụng Tiên đương nhiên không phải nhiều lời, khi đến trước mặt Header Phu Nhân. Trương Dương cười cúi đầu chào nói, Header Phu Nhân, không biết bà có hứng thú với bất động sản từ bao giờ thế? Header Phu Nhân mỉm cười nói, tôi luôn làm về mảng này, sau khi chủ nhiệm Trương rời khỏi Giang Thành, tôi cũng có một số hạng mục khai phá lớn ở trong ngành vui chơi giải trí hiện đại hóa của Giang Thành. Trương Dương cười nói, tập đoàn Kim Sơn, tôi còn nhớ hình như trước kia công ty của Header Phu Nhân là Kim Sa. Header Phu Nhân điềm đạm nói, tôi đã tìm thầy phong thủy đến xem. Nói rằng hai chữ kim sa không được may mắn, sa là cát, mà cát lại là thứ vật thể không cố định, thứ xây trên cát đều chỉ là những lâu đài cát mà thôi, và người làm ăn buôn bán sợ nhất là điều này, vì vậy tôi đã đổi tên thành Kim Sơn, muốn phát triển mãi mãi, vì vậy đã chọn một cái tên hay hơn. Trương Dương cười gật đầu nói, nghe Header Phu Nhân nói vậy, tôi thật sự như được mở mang tầm mắt. Lúc này Tiêu Diêu Mẫn bước đến nhắc Trương Dương rằng đã sắp đến giờ, bảo hắn lên phát biểu vài câu. Trương Dương gật đầu, khi chuẩn bị rời khỏi, hắn lại dừng bước, quay người hỏi, Header Phu Nhân, tôi nghe nói bà và Đồng Đắc Chí là bạn học cũ. Một câu hỏi đột ngột làm cho Header Phu Nhân ngớ người một chút, có điều ngay lập tức bà đã bình thường lại, điềm đạm cười nói, anh nói là phó cục trưởng cục công an trước của Giang Thành sao? Trương Dương gật đầu, đúng là ông ấy. Header Phu Nhân nói, có quen, là bạn bình thường thôi. Trương Dương ừm một tiếng, rồi không hỏi tiếp nữa. Bước từng bước lớn lên bục chủ tịch, hội trường vang lên một tràng vỗ tay. Header Phu Nhân vừa vỗ tay vừa lạnh lùng nhìn Trương Dương,
Trương Dương sao đột nhiên hỏi đến vấn đề này? Hắn nghe được tin này từ đâu vậy? Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi về thân phận của mình rồi sao? Trương Dương chỉnh lại một chút micro, rồi cười ha ha nói, chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với thể ủy, cần phải nói đúng hơn là phòng làm việc của thể ủy cũ, tôi nghĩ hôm nay có lẽ là lần cuối cùng hợp rồi. Sau khi cuộc đầu thầu ngày hôm nay kết thúc, thể ủy cũ và thể ủy mới sẽ đón chào một vị chủ nhân mới, nơi ghi lại những khoảng khắc vinh dự huy hoàng của thể dục Nam Tích này sẽ mãi mãi khắc dấu trong lịch sử. Chàng vỗ tay vang lên, lần này Lương Thành Long vỗ tay đầu tiên, mặc dù gã không tham gia vào lần đấu thầu này, nhưng gã rất quan tâm đến kết quả của cuộc đấu thầu. Nếu như giá đấu thầu rất cao, gã liền có thể lấy được càng nhiều tiền hơn. Số nơi gã phải khai công quá nhiều, giờ đây tiền hơi căng thẳng. Kiều Bằng cử thấp giọng nói với Lương Thành Long, tài ăn nói của Trương Dương ngày càng tốt rồi. Lương Thành Long cười, gã thấp giọng nói, Vương Quân Giao đúng là đến chẳng có ý tốt đẹp gì, nghe nói bà ta có trong tay một số tiền rất hùng hậu, đằng sau có cả tập đoàn tài chính Mỹ trợ giúp kia mà. Kiều Bằng cử cười gian xảo nói về bối cảnh chính trị, thì cha gã là bí thư tỉnh ủy, Vương Quân Giao chỉ có một người anh là thính trưởng công an tỉnh mà thôi. Nói về thực lực kinh tế, đằng sau gã có cả một con rắn lớn là Hà Trường An, gã chẳng sợ gì hết. Kiều Bằng cử thấp giọng nói, tôi cảm thấy lo lắng về Tinh Toàn nhiều hơn, cha Tấn Bắc và Hà Tổng luôn đối chọi với nhau, nếu như lần này ông ta thật sự đến để làm loạn, thì có lẽ sẽ phiền phức rồi. Lương Thành Long nói nhỏ, cha Tấn Bắc không đến, chỉ cử cô trợ lý xinh đẹp của ông ta đến thôi, có lẽ thuốc súng ngày hôm nay sẽ không mạnh thế đâu. Trương Dương nói, chính phủ thành phố Nam Tích đã giao công tác đấu thầu mảnh đất này cho thể ủy chúng tôi sẽ làm tốt công việc lần này, để mọi người đấu giá với tiêu chí công khai, công bằng, công chính, vừa nãy tôi đã xem rồi, những công ty đấu thầu về cơ bản đã đến đủ cả, giờ là 10 giờ sáng, tôi tuyên bố, những công ty chưa đến, số tiền đặt cọc của các công ty đó cũng sẽ bị thu hồi. Hội trường vang lên một tràng cười, thật ra người không đến chỉ có tập đoàn Tinh Nguyệt. Trương Dương nói câu này là để làm nóng không khí hội trường mà thôi, hắn hắng hắng giọng rồi tiếp tục, tôi chính thức tuyên bố, cuộc đấu giá mảnh đất sân vận động mới của thành phố Nam Tích chính thức bắt đầu, theo chỉ thị của lãnh đạo, theo dự đoán và đánh giá nhiều phương diện, mảnh đất này sẽ trở thành một mảnh đất có tiềm năng thương nghiệp. Quyền sử dụng mảnh đất là 50 năm, giá quy định là, nói đến đây, Trương Dương cố ý dừng lại một chút, thật ra ai nói đến đoạn quan trọng cũng đều thở một hơi, sau khi làm cho mọi người chú ý. Hắn mới lớn tiếng nói 80 triệu nhân dân tệ, hội trường vang lên tiếng nói chuyện, thật lòng cái giá này vẫn nằm trong vòng tính toán, rất nhiều người lúc đầu dự đoán rằng chính phủ Nam Tích sẽ bán đến mấy trăm triệu, giờ đây giá cả như vậy, rất nhiều nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế ở đây, giá cả nhất định phải lên như gió. Vượt qua 100 triệu là điều không có gì lạ. Trương Dương nói, tôi xin tạm thời làm đấu giá viên, hy vọng tất cả chúng ta có thể đấu giá được một cái giá làm cho mọi người đều hài lòng. Lương Thành Long nói ở dưới, anh hy vọng sẽ đấu được một giá anh hài lòng phải không? Hội trường lại rộ lên một tràng cười. Chương 615, dẫn sói vào nhà. Trương Dương cũng cười, hắn nói, tôi cũng chẳng giấu gì mọi người, một phần của số tiền đấu giá được sẽ dành vào việc kiến thiết thể dục Nam Tích, đương nhiên tôi hy vọng đấu giá được càng cao càng tốt, có điều có một việc tôi phải nói rõ, bản thân tôi sẽ không lấy một đồng nào trong số tiền đó cả. Không dài dòng nữa. Nhân vật chính của ngày hôm nay vốn không phải là tôi, chúng ta bắt đầu với cái giá 80 triệu. Mỗi lần trả giá không thấp hơn 1 triệu nhân dân tệ, đấu giá chính thức bắt đầu, người đầu tiên giơ tay lên là Kiều Bằng Cử, 100 triệu. Kiều Bằng Cử làm việc gì cũng rất mạnh dạn, 100 triệu là một giới hạn tâm lý của rất nhiều người, gã vừa mở miệng đã đưa ra con số 100 triệu, mục đích của việc đó là đá những đối thủ không có thực lực khỏi sàn. Quả nhiên hành động này đã làm những nhà đầu tư có tâm lý thử và may giơ tay xuống. Mục đích chính của họ đến lần này chỉ là muốn được học hỏi, nói đến thực lực và bối cảnh, thì họ không hề có khả năng thắng. Có điều loại đấu giá công khai này, tiền mới là thứ quan trọng nhất. Vương Quân Giao đưa mắt sang nhìn trợ lý của bà giơ tay lên nói, 101 triệu. Vừa bắt đầu chỉ là thám thính, mục đích của nó là muốn xem quyết tâm và thực lực của Kiều Bằng Cử. Với Vương Quân Giao, người trẻ tuổi rất có khả năng, càng huống hồ bối cảnh của Kiều Bằng Cử tốt như vậy. Từ khí thế gã đấu giá vừa nãy đã có thể nhận ra, gã muốn tốc chiến tốc thắng, lấy khí thế áp đảo tất cả mọi người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vương Quân Giao, Kiều Bằng Cử ra giá càng cao hơn, 120 triệu. Hiện trường vang lên tiếng ồ ồ, Kiều Bằng Cử ra giá cao đến vậy, đã làm rõ khí thế tất chiến tất thắng, thật ra đó cũng là một loại chiến thuật,
gã muốn làm cho tất cả mọi người cảm thấy rằng gã nhất định sẽ thắng, ai muốn lấy mảnh đất này, cần phải chuẩn bị tâm lý để đấu tay đôi với gã. Đấu giá không chỉ cần dựa vào thực lực, mà trí tuệ cũng có tác dụng rất lớn. Quyết chí thì ắt làm nên, thật ra trên đời chẳng có chuyện gì chắc chắn thành công cả, Kiều Bằng Cử cũng có những giới hạn cuối cùng của mình, Hà Trường An mặc dù ủng hộ gã, nhưng sự ủng hộ này không phải là ủng hộ một cách mù quáng. Cái mức cuối cùng của Hà Trường An là 180 triệu, nếu vượt qua con số này, Hà Trường An sẽ đề nghị Kiều Bằng Cử bỏ cuộc. Một người tham gia đấu thầu đều đánh giá mảnh đất này theo cách riêng của mình, họ nhất định phải suy nghĩ đến tỷ lệ giữa cái đầu tư và cái thu lợi. Họ là thương nhân lấy lợi làm đầu, chẳng ai mang tiền của mình đến đây để chơi cả. Heather không nói gì, sau khi Kiều Bằng Cử ra giá, ánh mắt của đa số mọi người đều đổ dồn lên người bà ta. Mỗi người đều cho rằng cuộc đấu giá ngày hôm nay được diễn ra giữa Kiều Bằng Cử và Heather phu nhân. Đột nhiên Heather phu nhân yên lặng, làm cho phần đông mọi người cảm thấy tiếc nuối. Nếu như thế mà đã bỏ cuộc, thì trận đấu giá này quả là vô vị. Kiều Bằng Cử đương nhiên cũng muốn cuộc đấu giá kết thúc như vậy. Nếu như 120 triệu mà có thể đầu tư lấy được mảnh đất này thì cũng rất xứng đáng. Có điều người hy vọng cuộc đấu giá kết thúc ở đây chỉ có một mình gã. Trương Dương đương nhiên không muốn giá cả chỉ dừng lại ở 120 triệu, cần phải biết rằng, hắn chỉ có thể lấy được 30% từ số tiền đấu thầu, dạ dày tên này rất lớn, hắn cười hì hì nói, 120 triệu, có còn ai ra giá nữa không? Ánh mắt của hắn lướt qua một lượt trên khắp các nhà đấu thầu, Kiều Bằng Cử thấy thái độ của tên này, trong lòng muốn chửi hắn, tên này thật đúng là ích kỷ. Trương Dương cuối cùng nói, 120 triệu lần 1, 120 triệu lần 2. Tôi trả thêm 5 triệu. Lần này người lên tiếng không phải là Heather phu nhân, mà là Khư Phụng Tiên từ lúc bắt đầu đã giữ yên lặng ở một góc, không khí trong hội trường lại rộn ràng hẳn lên. Kiều Bằng Cử chau mày, gã không ngờ Khư Phụng Tiên cũng bắt đầu tham gia trận đấu. Khư Phụng Tiên đại diện cho lợi ích của cha Tấn Bắc, còn gã lại đại diện của Hà Trường An, có điều sự hợp tác giữa gã và Hà Trường An không nhiều người biết, cha Tấn Bắc không có lý do gì đối chọi với gã. Chẳng lẽ cha Tấn Bắc lại nhắm vào mảnh đất này sao? Heather phu nhân quay sang mỉm cười với Khư Phụng Tiên, bà ta vui vẻ vì thấy Khư Phụng Tiên tham gia, bà ta không hề muốn cuộc đấu giá lần này trở thành trận đấu đối kháng giữa bà ta và Lương Thành Long. Sự xuất hiện của Khư Phụng Tiên làm cho cuộc đấu giá trở nên phức tạp hơn, những người đứng xem cũng cảm thấy hồi hộp và vui vẻ hơn. Heather phu nhân nói, 130 triệu, giờ đây hội trường đã càng vui hơn rồi. Từ bắt đầu khí thế của Kiều Bằng Cử ngút trời, đột nhiên giờ đây lại trở thành sự cạnh tranh giữa hai người phụ nữ, mùi thuốc súng ban nãy của hiện trường đột nhiên biến thành mùi son phấn, lúc này Kiều Bằng Cử từ vị trí vai chính chuyển xuống thành vai phụ. Loại người như Kiều Bằng Cử, không bao giờ cam tâm nhìn mình thất thế, gã không thích cuộc chiến tay ba, nhất là lại đấu với hai người phụ nữ. Trên trường đấu giá không có cái gọi là hồng nhan, trên trường làm ăn không có sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà, cái mà gã nhìn thấy chỉ là đối thủ. Kiều Bằng Cử nói, 150 triệu. Giá được đưa lên đến 150 triệu, cái giá này đã làm cho Trương Đại Quan cảm thấy hài lòng rồi. Khư Phụng Kim nghe đến cái giá này lắc lắc đầu, lần này cô đến đây là được sự ủy thác của cha Tấn Bắc, 150 triệu đã vượt ngoài giới hạn cuối cùng của họ, cô không thể tiếp tục được nữa. Kiều Bằng Cử lại nhấn mạnh, 150 triệu, Trương Dương chuẩn bị đếm ngược, nhưng lần này Heather phu nhân không cho hắn cơ hội đó, 160 triệu. Kiều Bằng Cử ngớ người, gã bắt đầu ý thức được rằng phần thắng trong cuộc đấu ngày hôm nay không lớn như vậy nữa, sự xuất hiện của Khư Phụng Tiên chỉ là một điệu nhạc chèn thôi, Heather phu nhân đã biểu hiện ra sự mong muốn đoạt lấy mảnh đất này. Kiều Bằng Cử quyết tâm tiếp tục thám thính, lần này hắn chỉ thêm 100 vạn. Nhưng khí thế của Heather phu nhân không chút nào giảm sút, 170 triệu. Nếu công tâm mà nói, Trương Dương không hề muốn mảnh đất này cuối cùng rơi vào tay Heather phu nhân. Nhưng chẳng ai là từ chối được tiền hết, người ngã giá cao là người thắng, mục đích đấu giá công khai là vậy. Lương Thành Long cũng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, thấp giọng nói với Kiều Bằng Cử, bà ta bắt đầu chơi với anh thật rồi, Kiều Bằng Cử rõ ràng là đã cảm thấy hơi căng thẳng, hai tay của gã đan vào với nhau, gã nhìn sang Heather phu nhân vừa đúng lúc cũng đang nhìn hắn. Bà ta nở một nụ cười lịch sự với hắn, lúc này không thể thua về phong độ, Kiều Bằng Cử cũng đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó giơ ngón trỏ lên nói, thêm 10 triệu. Nói thật lòng, ngón tay mà gã muốn giơ lên là ngón giữa kia, mảnh đất này đã được đẩy lên cái giá 180 triệu, Heather phu nhân rốt cuộc muốn làm gì?
Bà ta đánh giá cao về sự phát triển trong tương lai của Nam Tích như vậy sao? Thái độ của Heather phu nhân vẫn rất điềm đạm, 200 triệu. Đây là con số không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người ở hiện trường đều kích động, ánh mắt của họ đổ dồn vào Heather phu nhân, rồi rất nhanh lại chuyển sang Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử đã nhụt chí, 200 triệu. Đây là một con số không thể ngờ tới, xem ra Heather phu nhân muốn lấy được mảnh đất này bằng mọi giá. Trương Dương nói, 200 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Người đấu giá viên quả thật rất thu hút, nhưng chẳng ai dồn sức chú ý lên hắn cả. Trương Dương nhìn Kiều Bằng Cử, Kiều Bằng Cử không còn phản ứng gì nữa. Trương Dương lại nhìn sang Khưu Kim Phụng, hy vọng cô ấy có thể tạo ra chút kỳ tích, nhưng hắn vẫn thất vọng. Trương Dương nói một cách không cam tâm, 200 triệu lần thứ nhất, 200 triệu lần thứ hai, tên này dừng lại một lúc lâu, thật sự không thể nào xảy ra kỳ tích được nữa. Mới đứng lên nói, 200 triệu, tên này lại dừng lại. Heather phu nhân mỉm cười nhìn hắn, đến tận khi lời nói của Trương Dương vang lên, 200 triệu lần thứ hai, tôi tuyên bố, mảnh đất sân vận động đã thuộc về tập đoàn Kim Sơn với số tiền đấu giá là 200 triệu nhân dân tệ. Hội trường nổ ra một tràng pháo tay. Kiều Bằng Cử cười rất khó xử, gã nghĩ rằng mình tất thắng, không ngờ Heather phu nhân lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy, có điều Kiều Bằng Cử vẫn giữ phong độ. Gã đến trước mặt Heather phu nhân giơ tay ra với bà ta nói, chúc mừng bà, Heather phu nhân. Heather phu nhân cười nói, Kiều tiên sinh, thật ngại quá, đã cướp mất mảnh đất mà anh nhắm vào. Kiều Bằng Cử nói, người ra giá cao là người thắng cuộc, đâu là đạo lý nghìn đời trên thương trường, thua phu nhân tôi không hề cảm thấy hối tiếc gì hết. Khưu Phụng Tiên cũng đến chúc mừng Heather phu nhân, Heather phu nhân mỉm cười nói, Khưu tiểu thư, tôi tin rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Đợi đến khi tôi xây dựng xong quảng trường thương nghiệp, hy vọng tập đoàn tinh toàn của các cô có thể trở thành bạn đồng hành của chúng tôi. Khưu Phụng Tiên nói, nhất định thế rồi. Là người phụ trách thể ủy và người tổ chức cuộc đấu thầu lần này, Trương Dương đương nhiên cũng phải đến chúc mừng Heather phu nhân. Mặc dù hắn không hy vọng hợp tác với Heather phu nhân, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, làm hắn không thể không chấp nhận, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì không vui vẻ cả, mảnh đất này đấu thầu được cái giá 200 triệu. Theo lời hứa của thành phố, có 60 triệu sẽ để lại cho thể ủy, có số tiền này, vấn đề tài chính của tỉnh sẽ có thể được giải thích triệt để rồi. Khi Trương Dương bắt tay với Heather phu nhân, hắn đã để ý đến chiếc nhẫn trên tay bà ta, Heather phu nhân không hề đeo chiếc nhẫn tinh linh chi lệ, Khưu Phụng Tiên dường như đã đoán được Trương Dương nghĩ điều gì. Cô mỉm cười nói, Heather phu nhân, gần đây tinh toàn chúng tôi lại đưa ra một món đồ trang sức mới, có cơ hội mời đến tiệm chúng tôi ở Đông Giang tham quan. Heather phu nhân cười nhận lời. Chấm. Cuộc đấu thầu lần này mặc dù có nhiều điều bất ngờ, nhưng thể ủy nhận được lợi ích rất lớn trong đó. Trương Dương ngay lập tức nói thông tin này cho Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nhận được điện thoại của hắn cũng vô cùng vui mừng. Số tiền 200 triệu có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Lý Trường Vũ nói, sự việc của sân vận động cho tôi rất nhiều sự gợi ý, và đã mở ra con đường mới trong công cuộc phát triển kinh tế Nam Tích. Trương Dương mỉm cười nói, gợi ý gì vậy? Bán đất sao? Lý Trường Vũ cười ha ha nói, tiểu tử nhà cậu đừng nói năng linh tinh. Đất là của nhà nước, không phải cậu muốn bán là được. Trương Dương nói, tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác, cái tôi quan tâm là khi nào thì 60 triệu kia của tôi có thể đến được nơi. Thị trưởng Lý à, giờ đây thời gian là vàng là bạc, xây dựng trung tâm thể dục thể thao đang đi đến thời khắc quan trọng rồi, không cho tiền, thì tôi không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Lý Trường Vũ nói, cậu yên tâm đi. Thành phố đã hứa sẽ cho cậu nhất định không nuốt lời đâu. Vậy thì tốt rồi. Lý Trường Vũ lại nhớ đến một việc, thấp giọng nói, sự việc của Quân Duyên đã có chút manh mối rồi đấy. Trương Dương không nghe nói đến chuyện này, hôm nay sức lực của hắn đều đổ dồn lên việc đấu thầu, Trương Dương nói, thành phố đã đưa ra quyết định xử phạt rồi. Lý Trường Vũ nói, phân cục trưởng phân cục Hà Tây phòng Tâm Vĩ đã chủ động từ chức rồi, Mạnh Doãn Thanh vì bị ong mật trích, nên bị dị ứng. Vậy nên đã xin nghỉ phép dài hạn. Trương Dương nghe đến thông tin này cũng khá hài lòng. Dù là cuối cùng lý do rời đi là gì, điều quan trọng nhất là đã đá được hai người này ra khỏi hệ thống công an. Điều này có nghĩa là Cục Công an thành phố Nam Tích đang có hai chỗ trống rất quan trọng. Trương Dương nói, sự việc mà tôi nói với ông thế nào? Lý Trường Vũ đương nhiên hiểu được, Trương Dương muốn điều Khương Lượng và Trình Diệm Đông đến, tên này có ý thức bè phái ngày càng sâu sắc rồi. Lý Trường Vũ nói, cậu có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt không? Trương Dương nói, nghĩa là gì?
Lý Trường Vũ nói, sự việc của Trình Diệm Đông không có vấn đề gì lớn, tôi đã nói ý kiến với mấy vị lãnh đạo thành phố, họ cũng không có ý kiến gì thêm, có điều vị trí của Mạnh Doãn Thanh, bên phòng công an tỉnh đã có Phong Thanh rồi. Trương Dương nói, Phong Thanh gì chứ? Chẳng lẽ Khương Lượng không được sao? Lý Trường Vũ nói, cục công an không phải do cậu mở ra, chẳng phải cậu nói gì là được nấy, phòng công an tỉnh nói rằng sẽ phái người xuống. Ai? Triệu Quốc Cường. Trương Dương vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng cảm thấy khó chịu, mẹ kiếp, đúng là sợ cái gì thì cứ phải gặp cái đó. Triệu Quốc Cường là nhân vật gì chứ? Gã ấy là anh ruột của Triệu Quốc Lương, con trai của chủ tịch tập đoàn Thái Hồng, cháu ngoại của phó thủ tướng tiền nhiệm Uông Đạt Dương. Từ trước đến giờ, Triệu Quốc Cường luôn tính toán mối thù giết em lên đầu Trương Dương, coi Trương Dương là hung thủ đã dẫn đến cái chết của em trai mình. Trương Dương thậm chí còn cảm thấy, Triệu Quốc Cường đến Bình Hải, với mục đích là để gây khó dễ cho hắn. Trương Dương mặc dù xảy ra xung đột với Triệu Quốc Lương, nhưng hắn thật sự không giết Triệu Quốc Lương, có người ăn cắp xe của hắn đâm chết Triệu Quốc Lương. Lúc đầu nếu không phải là Cố Doãn Chi đứng ra làm chứng cho hắn, thì có lẽ hắn không thể nào thoát được nỗi hiểm nghi giết Triệu Quốc Lương. Nghĩ lại việc này, Trương Dương đột nhiên cảm thấy đau đầu, hèn chi Lý Trường Vũ bảo hắn không nên hấp tấp vội vàng. Lần này hắn nhân chuyện của Quân Duyên, đã thành công đẩy hai người Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ đi, nhưng không ngờ lại rước tới một con sói hung ác hơn, đó chính là Triệu Quốc Đống, sự xuất hiện của gã ta nhất định chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Trương Dương thầm nói, hắn làm vậy chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Vừa tiễn hai người độc ác đi, lại dẫn đến một người khủng khiếp hơn. Thật đúng là hối hận, nếu biết sớm thế này, thì hắn đã không gây chuyện lớn đến thế nữa, nhưng Trương Đại Quan chỉ giữ được sự phiền não một lúc, hắn vốn tính lạc quan, cũng rất thực tế, biết rằng trên đời này chẳng có một vị thuốc tên là hối hận. Chồng nhân nào thì gặt quả nấy, lần này hắn đã có một bước quá dài, không nắm vững được mức độ. Trương Đại Quan chưa bao giờ sợ chuyện, một Triệu Quốc Cường có gì mà đáng sợ cơ chứ. Trương Dương gọi điện cho Cao Liêm Minh, hắn bảo Cao Liêm Minh trở về điều đình chuyện này. Cố gắng làm tốt công tác bên phòng công an tỉnh, điều Khương Lượng đến Nam Tích, tiểu tử này đi rồi, nhưng kết quả lại làm Trương Dương thất vọng tràn trề, bạn không đến, mà lại đem đến một đối thủ. Cao Liêm Minh nói, tôi đang chuẩn bị nói cho anh chuyện này, thông tin của anh nhạy bén thật đấy. Trương Dương nói, không phải là tôi nhạy bén, mà là tốc độ phản hồi của anh quá chậm thôi. Cao Liêm Minh nhận ra ý trách móc trong câu nói của Trương Dương, gã thở dài một hơi nói, sự việc này anh không thể trách tôi được. Tôi đã nói chuyện của Khương Lượng rồi, nhưng cha tôi nói, sự việc này cần phải thảo luận mới quyết định được. Triệu Quốc Cường là hạ thủ lão làng của cha tôi, cũng là người mà thính trưởng Vương đích thân lựa chọn. Thật ra cha tôi cũng không muốn để anh ta đi, là anh ta chủ động yêu cầu đến Nam Tích. Trương Dương gần như có thể đoán định được lý do tại sao Triệu Quốc Cường chủ động đến Nam Tích. Đó là vì đối phó với hắn, còn một khả năng nữa lớn hơn, đó là gã đến Nam Tích đảm nhận phó cục, có phải là để thay thế Trương Đức Phóng không? Cao Liêm Minh ít nhiều cũng hiểu về ân thù giữa hai người Trương Dương và Triệu Quốc Cường, gã cười nói, tôi bảo anh này, có phải anh lo lắng rằng sau khi Triệu Quốc Cường đến Nam Tích sẽ đối đầu với anh không? Trương Dương nói, tôi có gì mà phải lo lắng chứ, anh ta làm công an của anh ta, tôi làm thể dục của tôi, chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cao Liêm Minh nói, điểm này anh không phải lo, việc của Triệu Quốc Lương tôi cũng biết một chút, quan hệ của Triệu Quốc Cường và cha tôi rất tốt. Được coi là môn sinh của cha tôi, đợi đến khi anh ta đến Nam Tích rồi, tôi sẽ giúp hai người các anh giảng hòa. Trương Dương cười hà hà nói, thôi đi, tiểu tử nhà anh đừng quản chuyện nữa. Bên Trương Dương vừa gác điện thoại, thì Lương Thành Long đã đến phòng làm việc của hắn, mặt cười nói, chúc mừng, mảnh đất hôm nay đã bán được giá rất cao. Trương Dương nhìn gã với thái độ rất kỳ lạ. Lương Thành Long nói, sao lại nhìn tôi thế? Trương Dương nói, anh đến đây làm gì? Để chúc mừng anh. Thôi đi, nụ cười của Trương Đại Quan rất nham hiểm, muốn tìm tôi đòi tiền thì có. Lương Thành Long nói, người anh em à, tôi thật khâm phục anh, thông minh quá, anh nói xem, sao anh lại thông minh tuyệt đỉnh vậy? Anh đi chơi đi, đừng nói những câu tởm ấy với tôi. Lương Thành Long cười hà hà nằm ra bàn của Trương Dương nói, 200 triệu, 30% tức là 60 triệu, gì ấy nhỉ? Trương Dương nói, muốn đòi tiền có phải không? Lương Thành Long nói, đây là điều chúng ta đã nói từ trước rồi. Trương Dương nói, anh cần bao nhiêu? Lương Thành Long nói, tôi biết mọi người đều nhằm vào, tôi không thể nào lấy đi cả 60 triệu được, thế này đi, anh đưa cho tôi trước 30 triệu.
Trương Dương lắc đầu. Lương Thành Long nói, không được à. Trương Dương nói, bên kiến thiết thế kỷ mới còn phải đưa 10 triệu, các tổ chức trong tỉnh đều cần tiền. Tôi không thể nào đưa cho anh nhiều như vậy một lần được, đưa cho anh 10 triệu trước. Lương Thành Long làm mặt khổ sở, 10 triệu à, bên kiến thiết thế kỷ mới chỉ cần 10 triệu là tất cả đã xong rồi, sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh thế. Hơn nữa Từ Quang Lợi bị viện kiểm sát bắt vào rồi, còn chẳng biết kết án bao nhiêu năm, anh để ý đến họ làm gì. 10 triệu đó chẳng bằng cho tôi. Trương Dương nói, vì Từ Quang Lợi bị bắt vào rồi, vì thế áp lực của bên kiến thiết thế kỷ mới đã tăng rất nhiều, thể ủy chúng tôi cần phải tiếp quản công việc của họ. Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được anh Nhật đó, để cho anh ta đến quản việc kiến thiết của thế kỷ mới, muốn hoàn thành công trình sân vận động chính, không có tiền làm bảo đảm là không được. Lương Thành Long nói, vậy cũng không thể chỉ cho tôi 10 triệu chứ, giờ đây tôi phải làm nhiều việc thế này, tiền nong eo hẹp lắm. Trương Dương nói, lần này chỉ có thể thế này thôi, nếu như tôi cho anh quá nhiều, người khác nhất định sẽ dị nghị, anh có thể tìm Kiều Bằng Cử nghĩ cách xem, trung tâm thể dục thể thao mới là do hai người các anh cùng bỏ vốn ra xây dựng mà. Lương Thành Long thấy Trương Dương đã quyết định vậy, biết rằng không thể nào lung lay được hắn, gã thở dài rồi nói, Kiều Bằng Cử giờ đây đang buồn đời kìa. Vừa đấu giá xong là đã đi mất rồi. Trương Dương cười nói, trên thương trường, chuyện thắng bại là thường tình, Kiều Bằng Cử không phải loại người không chấp nhận được sự thua cuộc đâu. Trương Dương nói quả không sai, Kiều Bằng Cử không bao giờ là người không chấp nhận được sự thua cuộc, lúc này gã đang ở cùng Hà Trường An, ngồi trong thuyền, ngao du trên hồ Thúy Vân. Những động tác pha trà của Hà Trường An rất điêu luyện, người nhân viên phụ trách pha trà trước đó đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn nhất cử nhất động của Hà Trường An. Kiều Bằng Cử cười nói, tôi biết Hà Tổng lâu vậy rồi, mà không biết rằng ông lại là một cao thủ về trà đến vậy. Hà Trường An cười hà hà nói, làm gì đâu đã là cao thủ, người như tôi thích nhiều thứ lắm, gì cũng thích được, gì cũng muốn thử làm, nhưng chẳng tinh thông về một thứ nào cả, toàn là hơi hiểu thôi, hơi hiểu mà thôi. Hai người đồng thời cười lên. Kiều Bằng Cử nói, Hà Tổng mặc dù chỉ là hơi hiểu, nhưng tôi chẳng biết gì về trà đạo cả, vì vậy với tôi Hà Tổng vẫn là cao thủ. Hà Trường An rót hai cốc trà, rồi làm một động tác mời, Kiều Bằng Cử cầm cốc trà lên nhấm một ngụm rồi nói, trà ngon. Hà Trường An mỉm cười nói, tôi luôn cho rằng, cái chân của việc phẩm trà nằm ở tâm cảnh, nếu như không có tâm cảnh tốt, dù trà ngon đến mấy cũng chẳng uống ra mùi vị thật sự của nó. Y nhấm một ngụm trà, rồi nhắm hai mắt lại, thật ra một con người rất dễ thỏa mãn, cơm canh đạm bạc là đủ rồi. Kiều Bằng Cử nói, tôi không làm nổi điều đó. Hà Trường An nói, tôi cũng không làm nổi, nhưng nếu như để tôi sống cuộc sống cơm canh đạm bạc, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Kiều Bằng Cử nói, có thể là con người bước vào một cảnh giới nhất định thì sẽ quay lại với những gì chân nhất. Gã đột nhiên nghĩ lại ông của mình, đây chẳng phải là ví dụ rõ nhất để minh họa sao. Chủ đề của Kiều Bằng Cử chuyển vào cuộc đấu thầu ngày hôm nay, không ngờ Vương Quân Giao lại có thực lực lớn như vậy, tôi thật không ngờ. Hà Trường An nói, người này rất thần bí. Khi còn trẻ đã đến Mỹ, lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, giờ đây về nước, giống như là về lại quê hương vậy, nhưng thật sự trước kia tôi không ngờ bà ta có thực lực như vậy. Kiều Bằng Cử nói, 200 triệu không phải là một con số nhỏ, bên Giang Thành bà ta cũng đã đầu tư một khu vui chơi ảnh viện hiện đại hóa, xem ra thực lực của bà ta quả thật bất phàm. Hà Trường An mỉm cười nói, thực lực đương nhiên rất quan trọng, trên thế gian này rất nhiều người có thực lực, chỉ nói về mảnh đất sân vận động này thôi. Tôi có thực lực lấy được, cha Tấn Bắc cũng có thực lực lấy được, tại sao chúng tôi lại chọn lựa từ bỏ? Kiều Bằng Cử nói, vì trước đó chúng ta đã đánh giá mảnh đất này nhiều lắm có giá trị 180 triệu. Hà Trường An chậm chậm đặt cốc trà xuống nói, trước khi tôi làm bất cứ việc gì, đều làm một số đánh giá cụ thể, cố gắng suy nghĩ đến mỗi một chi tiết nhỏ, 180 triệu đã là giá trị cao nhất của mảnh đất này rồi, nếu như vượt khỏi con số này, sẽ đối diện với rất nhiều mạo hiểm. Thậm chí có thể trắng tay về không? Kiều Bằng Cử nói, có lẽ Heather phu nhân có thực lực kinh tế mà người ta không hề biết. Hà Tường An nói, đầu tư thì phải có hồi đáp, những sự việc không có hồi đáp có ai là muốn làm. Chúng ta là những người làm ăn, đâu có phải là người làm từ thiện. Kiều Bằng Cử nói, chẳng lẽ Heather phu nhân lạc quan hơn về tương lai của mảnh đất này hơn chúng ta sao? Hoặc là bà ta đã tính đến giá trị tiềm năng của mảnh đất này? Hà Trường An nói, tôi chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ, rốt cuộc tiền của bà ta đến từ con đường nào. Kiều Bằng Cử nhìn Hà Trường An một cách khó hiểu.
Hà Trường An nói, cần phải điều tra về đằng sau bà ta. Kiều Bằng Cử nói, Hà Tổng nghi ngờ điều gì ư? Hà Trường An mỉm cười nói, tôi luôn cảm thấy hơi cổ quái, nhưng không tìm ra nguyên nhân. A còng A còng A còng. Một chiếc Audi đen đi vào trong quần thể biệt thự Đế Cảnh Uyển, dừng lại trước một tòa biệt thự vừa sửa sang ở tòa nhà trên bờ sông. Long Quý mặc bộ đồ vest đen mở cửa xe, Heather phu nhân bước xuống xe, bà gỡ cặp kính râm, nhìn môi trường xung quanh, nhẹ nhàng nói, không ngờ biệt thự này lại không có bể bơi. Long Quý nói, theo lời của bà, đã mua cả biệt thự phía phải, trước biệt thự đó có bể bơi. Heather phu nhân gật đầu, bà ta sải bước vào đại sảnh biệt thự, Long Quý đi theo sát nói, giữa hai biệt thự có con đường nối với nhau, phần trang trí đều là mời sở thiết kế lương thần của Hồng Kông đến thiết kế. Heather phu nhân cởi áo khoác ngoài, bước lên ban công tầng 2, đứng ở trên đó phóng tầm mặt ra nhìn khu biệt thự phía bên cạnh, thấp giọng nói, vẫn chưa xong à? Long Quý nói, chỉ còn lại việc xây dựng phòng tắm nắng thôi, trước Tết là tất cả công trình sẽ hoàn thành. Heather phu nhân nói, rất tốt. Long Quý nói, phu nhân định bao giờ chuyển về đây? Heather phu nhân lắc đầu nói, lý do tôi thích mua chỗ này là, dù đến đâu tôi cũng có nhà của mình, cho tôi một cảm giác thân thuộc, tôi có ở hay không cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là phải có cảm giác gia đình, phải có cảm giác ở thành phố này có một mảnh đất thuộc về mình. Long Quý không hiểu. Heather phu nhân ngồi lên ghế sofa, Long Quý kéo rèm cửa sổ ra một chút, ánh nắng vừa vặn rọi lên người Heather phu nhân, làm bà ta cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái. Heather phu nhân nói, đằng sau lưng Kiều Bằng Cử là Hà Trường An, con hồ ly này thật là chỉ lấy lợi làm trọng, cảng nước sâu đã thò một chân vào rồi, mà mảnh đất sân vận động gã cũng muốn lấy. Long Quý nói, Hà Trường An là một nhân vật lợi hại. Heather phu nhân cười nhạt nói, ông ta thế nào không liên quan gì đến tôi. Chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, cuộc đấu thầu hôm nay cũng là cạnh tranh bình đẳng, người ra giá cao thì được, dù là ông ta có liên hợp với Kiều Bằng Cử cũng vậy thôi. Long Quý nói, cái giá 200 triệu có phải quá đắt không? Heather phu nhân nói, với tôi tiền chẳng có mấy ý nghĩa, càng huống hồ, số tiền này vốn không thuộc về chúng ta. Long Quý nói, tại sao không đầu tư tiền đó vào Mỹ? Heather phu nhân nói, biến tiền từ đen thành trắng không dễ dàng đến vậy. Hơn nữa số tiền này chảy ra từ Trung Quốc, dựa vào đâu mà lại phải làm lợi cho người Mỹ? Long Quý nói, nhưng qua dự tính thì mảnh đất này không đáng giá 200 triệu. Heather phu nhân mỉm cười nói, họ không quan tâm lỗ hay là lãi, họ chỉ quan tâm đến việc biến tiền từ đen thành trắng. Tôi có cách, tôi có thể làm cho tiền của họ từ phi pháp biến thành hợp pháp. Tôi không quan trọng mảnh đất này có thể kiếm tiền hay không, trong quá trình đấu giá, chúng ta đã giành được lợi nhuận mong muốn. Long Quý thở dài nói, tham quan trong nước thật sự rất nhiều. Heather phu nhân nói, đại đa số họ chỉ biết tham ô vô độ, mà không biết được làm thế nào để rửa tiền. Tôi đã cung cấp cho họ con đường, nếu như tôi không làm thì cũng sẽ có người khác đến làm. Tôi đã rửa sạch số tiền này, rồi lại đầu tư nó vào trong nước, nếu nói ở một ý nghĩa nào đó, vẫn giảm bớt tổn thất của quốc gia. Long Quý thầm nói, suy nghĩ của phu nhân quả thật vượt hẳn người thường. Heather phu nhân nói, thật ra đúng sai trắng đen vĩnh viễn chỉ là khái niệm tương đối mà thôi. Long Quý nói, lần này dùng 200 triệu để mua lại mảnh đất sân vận động, trên thực tế đã giúp Trương Dương rất nhiều. Theo tôi biết, chính phủ thành phố Nam Thích sẽ lấy ra 30% số tiền đấu thầu được để dùng vào xây dựng thể dục. Heather phu nhân nói, anh ta thật sự có năng lực, và cũng rất may mắn, không ngờ lại tìm được con gái của Cung Kỳ Vĩ. Long Quý nói, chú Bính Quý chết rồi. Đã bị cảnh sát Thái Lan phát hiện ra xác anh ta, chứng cứ tìm được trên người anh ta có thể hủy hoại Phạm Tư Kỳ. Heather phu nhân cười nói, những gì đã nợ nhất định phải trả lại. Long Quý nói, sự việc này làm cho Trương Dương và hệ thống công an Nam Tích nảy sinh không ít mâu thuẫn, Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ từ chức vì nhiều lý do khác nhau, thật ra nguyên nhân cơ bản đều là do Trương Dương. Heather phu nhân nói, anh ta muốn lợi dụng cơ hội này để cài cắm người của mình vào trong hệ thống công an Nam Tích. Lên kế hoạch rất tốt, đáng tiếc sự việc không thể đơn giản như những gì anh ta nghĩ. Long Quý nói, Triệu Quốc Cường đến Nam Tích, chắc là ý của phu nhân. Heather phu nhân điềm đạm nói, có một vài điều thù hận vừa trồng xuống đã nảy mầm, cùng với thời gian trôi đi, không những không khô héo, mà lại càng tươi tốt, cuối cùng có một ngày mọc thành một cây đại thụ, sự thù hận thấu xương thấu thịt sẽ không bao giờ mất đi, bà ta dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp Triệu Quốc Cường sẽ không quên cái chết của em trai mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
hết chương 615.